Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 254. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, ông lão tóc bạc đột nhiên tiến lên một bước, đang định ra tay thì lúc này Diệp Huyên ở phía xa ngẩng đầu, vô số vũ trụ chi lực hội tụ vào kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, giây tiếp theo hắn xông lên trước, chém ra một kiếm. Một kiếm với toàn bộ sức mạnh. Nhát kiếm này hắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh có thể sử dụng. Trong nháy mắt, nhát kiếm này đã tới trước mặt ông lão tóc bạc, ông ta híp mắt, giơ tay đánh ra một quyền. Bùm! Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên lại bay ra lần nữa. Nhưng sau một giây, Diệp Huyên lại lần nữa lao về phía ông ta, nhưng rồi lại bị đánh bay lần nữa. Nhưng sau khi bị hất văng, Diệp Huyên không dừng lại mà lao về phía ông lão tóc bạc một lần nữa. Thấy Diệp Huyên lại lao tới, ông lão tóc bạc cau mày. Lần này ông ta cũng dốc hết toàn lực xông lên phía trước, đánh một trận với hắn. Đùng đoàn đoàng. Ngay sau đó là những tiếng nổ vang lên. Diệp Huyên vẫn bị ông lão tóc bạc áp chế, nhưng hắn hết lần này đến lần khác liều mạng lao về phía ông ta. Mặc dù ông lão tóc bạc áp chế được Diệp Huyên nhưng nét mặt ông ta lại dần trở nên cực kỳ khó coi. Bởi ông ta phát hiện tuy áp chế được Diệp Huyên, nhưng không thể giết được hắn. Khả năng chữa lành của hắn thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa bởi vì huyết mạch phong ma và tâm pháp vũ trụ đáng sợ nên Diệp Huyên càng đánh càng mạnh. Cứ tiếp tục thế này ông ta sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Nét mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi. Mà siêu thời không chi chủ ở trong bóng tối cũng hơi ngạc nhiên, phải nói rằng thực lực của Diệp công tử khá khủng bố, thật ra trước đó ông ta không hề coi trọng thực lực của Diệp Huyên. Sở dĩ ông ta tôn trọng hắn hoàn toàn là bởi hai muội muội của hắn. Mà lúc này ông ta mới phát hiện bản thân Diệp Huyên rất mạnh, chỉ là muội muội của hắn quá nổi bật nên lấn át mất hào quang của hắn. Mà bất cứ ai so sánh cùng mấy muội muội của hắn thì đều sẽ trở nên rất bình thường. Siêu thời không chi chủ gạt mọi suy nghĩ, lại nhìn vào Diệp Huyên phía xa lần nữa, đương nhiên ông ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu như Diệp Huyên gặp nguy hiểm thì ông ta sẽ lập tức ra tay. Nói đùa, nếu Diệp Huyên gặp chuyện ở siêu thời không thì ông ta không kham nổi. Do đó ông ta luôn sẵn sàng để ra tay bất cứ lúc nào. Mà ở phía xa, tuy Diệp Huyên bị ông lão tóc bạc áp chế nhưng hắn rất ngoan cường, lao tới chỗ ông ta hết lần này đến lần khác. Thời khắc này Diệp Huyên đã phát điên. Trong đầu hắn chỉ có một chữ, chiến. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đã lâu lắm rồi hắn không đánh nhau thế này. Nói ra thì hổ thẹn, mấy năm nay hầu như giết người hắn đều không phải ra tay. Cứ vậy, Diệp Huyên và ông lão tóc bạc chiến đấu gần một canh giờ, trong một canh giờ này Diệp Huyên bị đánh bay hết lần này đến lần khác, nhưng hắn không hề dừng lại. Trong quá trình chiến đấu, hai mắt Diệp Huyên như máu, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn được kích hoạt hoàn toàn, dần dần thần trí của hắn cũng biến mất từng chút. Mà vẻ mặt của ông lão tóc bạc càng lúc càng trở nên khó coi. Ông ta biết mình không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Vì thế ông ta chợt lóe về phía sau, giơ tay phải lên yên lặng niệm chú, sau một khắc, thời không bên cạnh ông ta trở nên vặn vẹo kỳ dị, dần dần ông ta ra khỏi siêu thời không, cuối cùng tới thời không ám giới. Sau khi vào thời không ám giới, trong mắt ông lão tóc bạc hiện lên vẻ hung ác, ông ta chắp hai tay lại, yên lặng niệm chú cổ, từ từ thời không ám giới xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó từng lực lượng thời không ám giới đáng sợ bắt đầu di chuyển về phía ông ta. Lực lượng thời không ám giới. Hiển nhiên ông lão tóc bạc đã dùng tới con át chủ bài, ông ta muốn giết chết Diệp Huyên. Bởi vì ông ta không dám kéo dài thêm nữa. Tiếp tục kéo dài thì rất có thể người trước mặt này sẽ giết ngược lại ông ta. Mà vào lúc này, thời không ám giới xung quanh đột nhiên chấn động rồi toàn bộ lực lượng thời không ám giới đều biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông lão tóc bạc sững sờ. Trong bóng tối, ám giới chủ lạnh lùng nhìn ông lão tóc bạc, lúc này ông ta thật sự muốn giết người, mẹ kiếp, người đánh nhau với Diệp Thiếu thì đánh thôi, dùng lực lượng thời không ám giới làm gì. Nếu Diệp Thiếu bị thương bởi lực lượng thời không ám giới thì lão tử có còn sống được không? Chết tiệt! Ám giới chủ rất tức giận. Những lực lượng thời không ám giới đó đột nhiên biến mất, ông lão tóc bạc hóa đá tại chỗ, mặt ngẩn tò te. Thế này là thế nào? Ông lão tóc bạc quay đầu nhìn xung quanh, tối đen như mực, không có gì cả.
Mà lúc này ông ta kinh hãi phát hiện, Diệp Huyên ở phía xa cũng đã ra khỏi siêu thời không, tiến vào thời không ám giới. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi, người có thể vào được thời không ám giới ư. Diệp Huyên không nói gì, tiến lên phía trước, vung kiếm chém về phía ông lão tóc bạc. Kiếm xuất ra, nét mặt ông lão tóc bạc biến đổi, vì ông ta phát hiện uy lực nhát kiếm này của Diệp Huyên lại tăng lên rất nhiều. Trong mắt ông ta thoáng qua vẻ hung ác, ông ta không kịp suy nghĩ tại sao sức mạnh ám giới lại đột nhiên biến mất mà lập tức lao thẳng về phía Diệp Huyên. Đoàng, bỗng dưng một luồng sức mạnh đáng sợ đến từ thời không ám giới bộc phát ra, trong nháy mắt sóng xung kích thời không đáng sợ lan tràn ra khắp xung quanh. Sau khi lùi lại cả nghìn trượng, Diệp Huyên mới dừng lại. Nơi xa, ông lão tóc bạc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tại sao lực lượng thời không ám giới của ta lại đột nhiên biến mất? Diệp Huyên không nói gì, vẫn tiến về phía trước, sau đó chém một kiếm về hướng ông ta. Một vùng kiếm quang màu máu bắn ra từ thời không ám giới. Thấy vậy, vẻ hung ác hiện lên trong mắt ông lão tóc bạc, ông ta chắp tay, miệng lẩm nhẩm niệm chú, sau đó vô số ngọn lửa thần bí đột nhiên xuất hiện ở thời không ám giới này. Trong bóng tối, ám giới chủ chau mày, cấm thuật cổ xưa. Cấm thuật cổ xưa. Đây là một thuật thần thông có từ thời cổ đại rất xa xôi, ở thời đại này rất ít người biết nó. Xung quanh, thời không ám giới dần dần bị đốt cháy. Ám giới chủ lập tức sầm mặt. Nhưng gã vẫn không ra mặt ngăn cản. Gã không muốn làm gián đoạn trận chiến giữa Diệp Huyên và đối phương, trừ khi Diệp Huyên không thể thắng. Nơi xa, Diệp Huyên đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhắm mắt lại. Huyết mạch phong ma trong cơ thể điên cuồng dâng trào, cùng lúc đó vũ trụ chi lực vô tận trong cả vũ trụ không ngừng tập trung về phía hắn. Giờ phút này, hắn không còn giữ lại gì nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng mở mắt, lao về phía trước rồi chém ra. Vụt! Kiếm quang màu đỏ máu bỗng nổ tung. Đoàng! Trong nháy mắt, thời không ám giới trở nên sôi trào. Mà những ngọn lửa thần bí cổ xưa cũng dần dần bị dập tắt. Không chỉ vậy, ông lão tóc bạc còn bị một kiếm này của Diệp Huyên chém lui ra xa cả mười mấy vạn trượng. Diệp Huyên thi triển nhát kiếm này xong thì lập tức mềm nhũn, vì nhát kiếm này hắn thật sự đã dốc hết toàn lực. Nhưng chẳng mấy chốc, vô số vũ trụ chi lực lại bắt đầu chữa lành cơ thể hắn. Tâm pháp vũ trụ và huyền thần thông. Nơi xa, sau khi ông lão tóc bạc dừng lại, thân thể của ông ta biến mất từng chút. Một lúc sau, thân thể ông ta đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa linh hồn của ông ta còn cực kỳ mờ ảo. Một nhát kiếm này thực sự khiến ông ta bị thương nặng. Nên nói là nhát kiếm này suýt chút nữa đã khiến thần hồn của ông ta bị tiêu diệt. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên ở nơi xa chậm rãi đứng lên, kiếm thanh huyên trong tay hắn kịch liệt chấn động, tản ra chiến ý và kiếm ý đáng sợ. Thấy vậy, nét mặt ông lão tóc bạc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, quái thai. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một người trẻ tuổi đánh bại. Ông ta biết mình đã thực sự đánh giá thấp thanh niên này. Nghĩ đến đây, ông ta hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn lại, cùng ra tay đi. Cùng ra tay. Ông ta vừa dứt lời, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ phía bên phải, trong tay bà ta cầm một cây roi dài màu đen kịt, trên mặt bà ta là nụ cười lạnh lùng âm hiểm, ông già. Không ngờ đến thanh niên này mà ông ta cũng không giết được. Hơi mất mặt đó nha. Ông lão tóc bạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp, nếu không liên thủ giết hắn thì ta tin sau này Tiên Thánh Điện sẽ có thêm một kẻ thù lớn. Người phụ nữ xinh đẹp cười khẩy, không phản bác, bà ta quay đầu nhìn Diệp Huyên cả người bê bết máu, nhếch miệng cười nói, không ngại chúng ta đánh hội đồng chứ. Diệp Huyên còn chưa lên tiếng thì lúc này một giọng nói bất chợt vang lên bên cạnh hắn, không ngại. Vừa dứt lời, thời không tách ra, một cô gái váy trắng chậm chậm bước ra. Không ngại. Lời này vừa cất lên, Diệp Huyên đang toàn thân đẫm máu lập tức run lên. Lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn. Ù. Huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Huyên thoáng chốc tĩnh lặng, màu đỏ máu trong mắt hắn cũng tiêu tán với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một lúc sau, Diệp Huyên bình thường trở lại. Nhìn người quen thuộc trước mắt, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, yếu ớt gọi Thanh Nhi.
Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, nghỉ ngơi một lát đi. Diệp Huyên cười đáp, được. Thanh Nhi váy trắng vuốt nhẹ gò má Diệp Huyên, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Lúc này người phụ nữ xinh đẹp cũng đang nhìn Thanh Nhi, khi nàng xuất hiện, trong lòng bà ta đột nhiên dâng lên một thoáng bất an. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có gì đó không đúng lắm. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, đang định lên tiếng thì cô gái váy trắng vung tay chém ra một nhát. Phụt. Thoáng chốc, một kiếm đâm thẳng vào cổ họng của người phụ nữ xinh đẹp. Phập. Máu bắn ra từ sau gáy người phụ nữ xinh đẹp, còn bà ta thì bị ghim tại chỗ, không thể cử động. Nhìn thấy cảnh này, con người của ông lão tóc bạc chỉ còn lại linh hồn rụt lại, trong lòng kinh hãi cô. Phải nói rằng giờ phút này ông ta thật sự hoảng sợ. Một kiếm. Người phụ nữ xinh đẹp là tiên thánh cảnh đấy. Một kiếm cũng không đỡ được. Sao có thể như thế? Lúc này đầu óc ông lão tóc bạc ong ong, cảm giác mọi thứ đều không chân thực. Mà người phụ nữ xinh đẹp kia lúc này cũng đang ngơ ngác. Trong nháy mắt khi cô gái váy trắng rút kiếm, bà ta đã cảm thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì kiếm đã cắm vào cổ họng bà ta. Đến cơ hội phản ứng cũng không có. Kiếm này nhanh tới mức này ư. Trong bóng tối, siêu thời không chi chủ và ám giới chủ nhìn nhau, trong mắt hai người ngoài vẻ kinh ngạc thì còn có sợ hãi. Quá dữ. Lúc này Thanh Nhi váy trắng chậm rãi đi tới trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, gọi người đi. Gọi người. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Thanh Nhi. Không lên tiếng. Thanh Nhi đột nhiên giơ tay cho bà ta một cái tát. Chát. Bùm. Tiếng tát giòn tan vang lên, người phụ nữ xinh đẹp hóa thành một đống tro tàn. Thanh Nhi quay đầu chỉ vào ông lão tóc bạc đang ngơ ngác kia, ông gọi đi. Ông lão tóc bạc nhìn chằm chằm Thanh Nhi, tiên thánh điện ta nhận thua. Tiên thánh điện. Thanh Nhi gật đầu, tay nàng túm lấy ông lão tóc bạc. Giây tiếp theo vô số năng lượng bí ẩn truyền vào lòng bàn tay nàng, còn ông lão tóc bạc thì biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt hỏi, Thanh Nhi, đây là đại pháp hấp thu năng lượng sao? Thanh Nhi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, ta đang lấy đi ký ức của ông ta. Nói rồi nàng dừng lại một chút mới nói tiếp, ta không cần hấp thu năng lượng. Diệp Huyên. Lúc này Thanh Nhi bỗng ngửa đầu. Ánh mắt xuyên qua vô số tinh hà vũ trụ, nàng nhìn tới đâu quỷ thần lui đi tới đó. Cuối cùng ánh mắt nàng dừng trước một đại điện cổ kính. Tiên Thánh Điện. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện trên không trung Tiên Thánh Điện, ông ta ngẩng đầu nhìn trời, tế trận. Tế trận. Ông ta dứt lời, trong Tiên Thánh Điện có vô số tia sáng màu máu bí ẩn phóng lên trời, trong những tia sáng màu máu này xuất hiện vô số phù văn cổ thần bí. Không chỉ vậy còn có âm thanh bí ẩn cổ xưa phát ra. Đây là tiên thánh thần trận của Tiên Thánh Điện, do tổ tiên Tiên Thánh Điện và mấy vị tiên thánh năm xưa cùng nhau sáng lập, mà năm xưa đánh bại đạo môn trận pháp này cũng có công lớn. Đối mặt với cô gái váy trắng thần bí này, người đàn ông áo đen không nói lời thừa thãi nào, vì ông ta biết chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình. Nếu không thể giải quyết trong hòa bình, vậy thì liều chết thôi. Tiên Thánh Điện đến đạo môn còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một kiếm tu? Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên nhếch miệng cười dữ tợn. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên phá không bay tới, giây tiếp theo nó cắm thẳng xuống. Bùm! Hàng triệu tia sáng màu máu hóa thành cho bụi, khoảnh khắc kiếm hoàn toàn hạ xuống, cả Tiên Thánh Điện đều bị tiêu diệt, bao gồm cả người đàn ông áo đen. Mà ông ta còn chưa kịp nghĩ lời trăng chối. Tiên Thánh Điện đã từng cực kỳ hùng mạnh đã biến mất khỏi thế gian chỉ trong một giây. Cả tông đã bị tiêu diệt. Đúng lúc này, một người đàn ông bỗng xuất hiện, ông ta chính là Vô Biên Chủ đã biến mất khá lâu. Nhìn Tiên Thánh Điện bị tiêu diệt, Vô Biên Chủ im lặng một lúc rồi lắc đầu, chọc giận vị sát tinh nào đây. Nói xong ông ta quay người rời đi. Trong tinh không, cô gái váy trắng rời mắt. Quay sang nhìn Diệp Huyên khẽ hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu cười, không sao. Cô gái váy trắng gật đầu, nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, nàng xòe tay,
kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành một tia kiếm quang bay vào tay nàng, nàng kẹp hai ngón tay vào thân kiếm rồi vuốt nhẹ. Một luồng kiếm quang lướt qua thân kiếm Thanh Huyên, cuối cùng ngưng lại ở mũi kiếm. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, ta đã tăng độ sắc bén cho thanh kiếm này một lần nữa rồi, sau này không vật gì là nó không phá được cả. Không vật gì không phá được. Diệp Huyên chớp mắt, trở nên mạnh hơn rồi à. Cô gái váy trắng gật đầu. Lúc này, trong cơ thể Diệp Huyên chợt vang lên giọng của Tiểu Tháp tiểu chủ. Tiểu Tháp, Diệp Huyên mỉm cười, xòe bàn tay ra. Tiểu Tháp xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn Thanh Nhi nói, Thanh Nhi, có thể cải tạo tháp này một chút không? Thanh Nhi nhìn Tiểu Tháp rồi hỏi, huynh muốn cải tạo thế nào? Diệp Huyên vội nói, muội xem rồi cải tạo đi. Thanh Nhi cầm lấy Tiểu Tháp quan sát một lúc rồi đi hẳn vào trong nó, nàng nhìn xung quanh, nâng tay phải lên, thoáng chốc, thời không xung quanh có sự thay đổi kỳ dị. Thời không bị chia cắt. Một lúc sau, thời gian trong Tiểu Tháp xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, thế giới chia cắt vô tận, sau đó mở rộng vô tận. Tiểu Tịnh ở bên trong thấy thế thì sững sờ. Không bao lâu, thế giới trong Tiểu Tháp mở rộng gấp trăm triệu lần, không chỉ vậy, thời không bên trong còn cực kỳ đáng sợ, sau khi mật độ của nó đã vượt xa hư thời không, Tiểu Tịnh lại biến sắc, đi ra khỏi Tiểu Tháp, vì nàng ta không thể chịu được áp lực thời không trong này. Lúc này, Thanh Nhi ra khỏi Tiểu Tháp, tới trước mặt Diệp Huyên, ta đã cải tạo kết cấu và vật chất của nó rồi, bây giờ nó đã là thời không đặc biệt có thể đi lại, không có sự cho phép của huynh, nếu người ngoài muốn vào sẽ thịt nát xương tan. Diệp Huyên chớp mắt, cũng có nghĩa là ta có thể dùng nó để thu thập người à? Thanh Nhi gật đầu, được, nhưng làm vậy hơi lãng phí, tuy thời không bên trong không bằng thời không ở thế giới hư chân, nhưng cũng chỉ kém thời không hư chân thôi. Nếu người ngoài vào trong thì có thể khám phá bí mật của thời không này, có thể giải được một phần vạn nó là cũng có thể đột phá được xiềng xích của mình, đạt đến một tầm cao mới. Mà nếu người ngoài không có sự cho phép của huynh đã vào thì sẽ bị mật độ thời không bên trong nghiền nát thành hư vô. Diệp Huyên vội vàng hỏi tiếp, khả năng phòng ngự của tháp này thế nào? Thanh Nhi mỉm cười, rất mạnh. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, kiếm Thanh Huyên hẳn là có thể đả thương được đúng không? Thanh Nhi ngẫm nghĩ rồi bảo, ta hiểu rồi. Nói xong nàng kẹp vào mũi kiếm kiếm Thanh Huyên, giây kế tiếp, kiếm Thanh Huyên rung lên dữ dội. Thanh Nhi nói, mũi kiếm đã được ta cải tạo lại, có thể phá được mọi thời không ngoài thời không hư chân, cũng có thể phá được cả thời không trong Tiểu Tháp, nói cách khác, huynh có thể dễ dàng phá được Tiểu Tháp này. Tiểu Tháp. Nghe Thanh Nhi nói vậy, Diệp Huyên hài lòng gật đầu. Hắn biết tính Tiểu Tháp. Nếu không trị được nó thì có thể nó sẽ lên tận trời mất. Phải kiềm chế nó một chút. Tiểu Tịnh ở bên cạnh nhìn cô gái váy trắng, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Mà cô gái váy trắng lại bỗng quay đầu nhìn Tiểu Tịnh, con người Tiểu Tịnh co rút, cái nhìn này khiến nàng ta cảm giác như đến linh hồn mình cũng bị đối phương nhìn thấu. Cô gái váy trắng nhìn Tiểu Tịnh, không nói gì. Diệp Huyên cười, người của mình. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu. Nhìn đi chỗ khác. Tiểu Tịnh như chút được gánh nặng. Lúc này nàng ta chỉ muốn mắng Diệp Thanh Thanh kia. Nàng ta còn nhớ năm xưa Diệp Thanh Thanh nói với mình trong số mấy muội muội của Diệp Huyên thì Diệp Thanh Thanh nàng ấy là mạnh nhất, khi gặp các muội muội khác thì không cần phải nể mặt họ. Chết tiệt. Nếu không nể mặt thì e là đến xương cốt cũng chẳng còn ấy chứ. Suýt nữa thì bị lừa. Cô gái váy trắng lên tiếng, ta đi đây. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, sao nhanh vậy? Cô gái váy trắng trả lời, bận. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó thì cô gái váy trắng đã giơ tay xoa nhẹ gò má hắn, tới thế giới hư chân sớm nhé. Nói xong nàng quay người biến mất ở cuối tinh không. Đi rồi. Diệp Huyên im lặng. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, sao lần này cô nhóc này đi nhanh thế? Hắn lờ mờ cảm thấy mấy cô nhóc này đang giấu mình điều gì đó. Lúc này Tiểu Tịnh bỗng trầm giọng cất lời, ca, nàng ấy. Diệp Huyên cười, nàng ấy cũng là muội muội của ta. Tiểu Tịnh hơi cúi đầu, yên lặng. Lúc này nàng ta mới phát hiện ra một điều, cho dù đến đẳng cấp như nàng ta thì ở trước mặt một số người cũng vẫn chỉ như con kiến. Ở trước Diệp Thanh Thanh và Thanh Nhi váy trắng, nàng ta cũng chưa bao giờ cảm thấy thế này.
không phải họ không mạnh mà là họ không mạnh tới độ khó tin, mạnh tới độ khiến người khác tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta cảm thấy mình như một con kiến. Như biết được tâm trạng của Tiểu Tịnh, Diệp Huyên đi tới vỗ nhẹ vào vai nàng ta, cười bảo, không vội, đường còn dài, cứ từ từ, muội xem, ta không vội chút nào. Tiểu Tịnh gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói, thế giới hư chân. Nói rồi hắn từ từ nhắm mắt lại. Hắn cũng phải tăng tốc lên thôi. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên cúi đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, lưỡi kiếm và mũi kiếm của kiếm Thanh Huyên đã hoàn toàn khác, có thể nói là đã có sự thay đổi về chất. Không vật gì không phá được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên nhếch miệng, bây giờ thanh kiếm này đã cực kỳ sắc bén, trở nên vô địch. Lúc này ám quân đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, hắn ta khẽ hành lễ rồi trầm giọng bảo, Diệp Thiếu, đội thám hiểm vũ trụ các chủ phái đi gặp phải rắc rối, bọn họ bị ức hiếp. Đòi 1 tỷ bà sa tinh tiền chuộc. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày. Mẹ nó chứ. Đến cướp ông đây à? Tiểu đội thám hiểm vũ trụ. Đương nhiên Diệp Huyên không quên, đây là tiểu đội Tần Quan cử đi với nhiệm vụ thám hiểm vũ trụ. Vai trò của tiểu đội này rất lớn, bởi vì thám hiểm ra vũ trụ chưa biết có thể mang lại lợi ích to lớn cho Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các. Mà Tiên Bảo Các vẫn luôn hỗ trợ tài chính cho tiểu đội này. Bây giờ Tần Quan không ở đây, đương nhiên tiểu đội này do hắn quản lý. Hắn không ngờ tiểu đội này lại xảy ra vấn đề. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, bây giờ họ đang ở đâu? Ám quân thấp giọng trả lời, một tinh vực thần bí cách vũ trụ biên duyên không xa, khi họ đi vào vùng tinh vực thần bí ấy thì mất liên lạc. Không lâu sau họ lại gửi tin tới, nói là bịt một chủng tộc thần bí bắt cóc. Ta phái người đi điều tra nhưng không có tin tức gì. Cho nên chỉ có thể tới tìm Diệp Thiếu thôi. Bắt cóc. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, đi. Nói xong hắn nhìn về phía Tiểu Tịnh, thư viện giao cho muội trông nom nhé. Tiểu Tịnh trần trừ giây lát rồi mới gật đầu đáp được. Diệp Huyên và ám quân cùng biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Tiểu Tịnh nhìn vào nơi sâu ấy, nhíu mày thật sâu, bắt cóc lâu lắm rồi ta không bắt cóc ai. Không lâu sau, Diệp Huyên và ám quân tới vùng tinh vực thần bí đó, vừa đi vào Diệp Huyên đã chau mày. Trong tinh vực này, hắn nhìn thấy vô số vòng xoáy màu đen, những vòng xoáy màu đen ấy có lực hút cực kỳ đáng sợ, đến hắn khi bước vào cũng suýt nữa bị hút vào. Ám quân hạ thấp giọng bảo, người của chúng ta không thể đi vào đây, vậy nên chỉ có thể báo cho Diệp Thiếu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nhìn xung quanh rồi cuối cùng vung tay phất kiếm. Vút! Một khoảng kiếm quang màu đỏ phá không bay đi, nơi xa, một vòng xoáy màu đen đột nhiên kịch liệt chấn động. Sau một giây, kiếm quang màu đỏ của Diệp Huyên bị hút vào trong rồi hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sững sờ. Đến kiếm quang của hắn mà cũng bị hút ư. Sự tò mò hiện lên trong mắt Diệp Huyên, mà lúc này một ông lão mặc trường bào màu xanh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và ám quân. Trường bào của ông ta vô cùng rộng, như một chiếc váy. Trong tay ông ta cầm một pháp trượng xương khô, trên đầu đeo một vài trang sức bằng xương kỳ quái. Sau khi ông lão xuất hiện, ông ta chỉ nhìn chằm chằm Diệp Huyên rồi lên tiếng nói một tràng gì đó mà Diệp Huyên không hiểu. Hắn quay đầu nhìn ám quân, hắn ta cũng cười ngượng, ta cũng không hiểu. Diệp Huyên nhìn ông lão, xòe tay muốn cưỡng ép lấy đi ký ức của đối phương, thế nhưng hắn vừa giơ tay, ông lão đó đã nổi giận, chỉ pháp trượng vào hắn. Đoàng! Một tiếng sét vạn trượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, giây sau đó hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên phóng lên trời. Phụt, sấm sét vạn trượng vừa va chạm với kiếm Thanh Huyên đã bị tách ra làm hai, lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh tan những tia sét còn lại, hóa thành những điểm sáng khắp bầu trời. Nơi xa, ông lão kia lại nói một tràng những điều gì đó. Diệp Huyên thấp giọng bảo, ta không hiểu, thật sự không hiểu. Nhưng ông lão càng nói càng kích động, hơn nữa ông ta vừa nói còn vừa múa pháp trượng. Diệp Huyên nhíu mày, cảm thấy hơi đau đầu, lúc này ám quân bên cạnh lại bảo, có phải ông ta đang gọi người không? Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện đột nhiên xung quanh có thêm một vài hơi thở thần bí. Quả nhiên là gọi người. Nhận ra điều này,
ánh mắt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lẽo, mà ông lão vẫn đang nói gì đó, Diệp Huyên bắt đầu rút kiếm. Vụt! Một luồng kiếm quang vụt lên. Con người của ông lão co rụt, chĩa cây pháp trượng về phía trước, vô số sấm sét tuôn ra từ pháp trượng của ông ta. Đoàng đoàng! Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, một vùng kiếm quang và lôi quang bùng lên, sau đó một thanh kiếm đã kề vào cổ ông lão. Khoan đã! Lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một người phụ nữ chậm rãi đi tới, trang phục của người phụ nữ này rất giống với ông lão, trên đầu còn đeo những đồ trang sức bằng xương tinh xảo. Người phụ nữ nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Huyên, người của ngươi đang ở trong tay chúng ta. Nàng ta nói tiếng của nhân loại. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ, muốn 1 tỷ. Nàng ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, đúng. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi bảo, ta muốn gặp người của ta. Người phụ nữ gật đầu, được. Nói rồi nàng ta quay đầu nhìn, cách đó không xa xuất hiện một cái lồng, trong lồng có nhốt mấy chục người, chính là đội thám hiểm vũ trụ. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ cầm đầu, nàng là đội trưởng đội thám hiểm vũ trụ, cũng là người tổng phụ trách. Diệp Huyên nhìn nàng ta, các cô tới đây có làm chuyện gì quá đáng không? Người phụ nữ lắc đầu, không. Chúng ta tới đây không làm gì cả, chỉ tới để xem xét, chỉ là không ngờ lại vào nhầm địa bàn của họ, nhưng khi phát hiện họ không chào đón, chúng ta đang định đi thì họ lại không cho đi, còn giữ phi thuyền của chúng ta. Bọn họ thấy phi thuyền của chúng ta rất sang trọng nên đã nổi lên ý xấu. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Người phụ nữ bên cạnh bỗng quay sang nhìn Diệp Huyên, đang định nói gì đó thì hắn đã khép hai ngón tay lại. Phụt! Kiếm lập tức đâm xuyên cổ họng ông lão kia, máu bắn ra tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người phụ nữ biến đổi, nàng ta phẫn nộ quát, nhân loại, ngươi. Diệp Huyên đưa tay phải về phía trước rồi nắm lại, thời không thoáng chốc bị hắn gấp lại. Sau đó hắn giơ tay vung kiếm, lập tức mấy chục cường giả ẩn mình trong bóng tối bị một kiếm này giết chết. Người phụ nữ cầm đầu kinh hãi nhìn Diệp Huyên, sắc mặt nàng ta trắng bệch. Lúc này dường như nàng ta đã phát hiện ra điều gì. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn nàng ta có 1 tỷ đấy, cô có muốn không? Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, nhân loại, chúng ta là người tệ tộc, tin phụng A Nan Thần, chúng ta là con cháu của A Nan Thần, người giết chúng ta, A Nan Thần sẽ không tha cho người đâu. A Nan Thần. Diệp Huyên gật đầu cười, A Nan Thần dạy các cô bắt trẻ tống tiền à? Nét mặt người phụ nữ hơi khó coi, nhân loại, chúng ta không biết ngươi lại mạnh thế này, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, có thể bỏ qua được không? Mặt Diệp Huyên không thay đổi, cô nghĩ sao? Người phụ nữ ngập ngừng một chút rồi hỏi, ngươi có biết A Nan Thần không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Nàng ta vội nói, ngài ấy rất mạnh. Diệp Huyên nhìn chằm chằm người phụ nữ, ta không sợ. Nàng ta sửng sốt. Sau đó mau chóng nói, A Nan Thần, là một vị thần cường đại từ thiên bộ bay tới đấy. Diệp Huyên bình tĩnh nói, cô có biết vì sao cô còn được sống đến giờ không? Nghe vậy, người phụ nữ lập tức trở nên cảnh giác, ngươi định làm gì? Nói xong nàng ta nhanh chóng che ngực. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm, điều này ít nhiều có phần sỉ nhục người khác đấy nhé. Tuy người phụ nữ này không xấu, nhưng cũng không thể coi là đẹp, mà hành động này thật sự là đang sỉ nhục người khác. Nàng ta coi hắn là gì? Hắn là loại người đó sao? Diệp Huyên xua tay, gọi tộc trưởng của các cô ra nói chuyện với ta. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, bị ngươi giết rồi. Diệp Huyên sửng sốt, ông lão vừa nãy. Nàng ta gật đầu. Diệp Huyên im lặng một lát rồi bảo, vậy bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là tộc trưởng của tệ tộc. Người phụ nữ chớp mắt, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật, nhưng ta rất tò mò, nếu cô trở thành tộc trưởng thì cô sẽ làm gì? Nàng ta do dự một lát rồi đáp, nghe lời ngươi. Diệp Huyên cười, vậy bây giờ cô có thể thả người được chưa? Người phụ nữ vội vàng thả người. Diệp Huyên nhìn nàng ta, đến lúc đó ta sẽ cử người đến xây dựng thư viện, cô phải phối hợp với họ, hiểu không? Người phụ nữ chần chừ rồi hỏi, có thể cho ta chút lợi ích không? Nói rồi nàng ta nhìn xung quanh, chúng ta ở đây nghèo lắm.
Diệp Huyên chợt hỏi, những vòng xoáy màu đen bên ngoài lúc nãy là gì? Người phụ nữ nói, là truyền tống trận. Truyền tống trận. Diệp Huyên cau mày, có thể truyền tống tới nơi nào? Nàng ta đáp, có thể truyền tống đến thiên bộ giới, ở đó là thế giới vũ trụ với nền văn minh cao cấp, có rất nhiều người mạnh. Diệp Huyên khó hiểu, vậy sao các cô không đi? Người phụ nữ lắc đầu, thực lực của chúng ta quá yếu, tới đó không thể sống được. Thiên bộ giới. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Nàng ta lưỡng lự vài giây rồi hỏi, có thể cho ta ít tiền được không? Diệp Huyên nhìn người phụ nữ, hắn xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm chậm bay tới trước mặt nàng ta. Người phụ nữ nhanh chóng cất nhẫn đi, từ nay về sau chúng ta sẽ tin phụng cậu. Diệp Huyên im lặng. Mẹ kiếp! Cô là tín ngưỡng tiền thì có. Diệp Huyên cười hỏi, cô tên gì? Người phụ nữ đáp, à anh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đến lúc đó ta sẽ xây thư viện ở đây, cô có thể bảo tộc nhân của cô gia nhập thư viện học phương pháp tu luyện của nhân loại. Điều này cũng có thể giúp tệ tộc các cô nâng cao thực lực, thư viện có rất nhiều quy tắc, cô phải quản thúc tộc nhân của cô tuân lệnh, đừng vi phạm luật của thư viện, hiểu chưa? À anh mau chóng gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi thì tốt. Nói xong hắn nhìn đội trưởng đội thám hiểm vũ trụ, điểm đến tiếp theo của các cô là nơi nào? Đội trưởng đáp, không có mục tiêu, cứ đi về phía trước thôi. Nói rồi nàng ta lấy một cuốn sách cổ dày cộp ra, chúng ta đi đến đâu cũng sẽ ghi những gì mắt thấy tai nghe vào cuốn sách này. Diệp Huyên nhìn lướt qua cuốn sách cổ dày cộp đó, sau này bảo thư viện sao chép thành nhiều bản, bán khắp vũ trụ, tiền thu được sẽ chia cho các cô một nửa, nửa còn lại thuộc về tiên bảo các cô thấy sao? Nghe vậy, đội thám hiểm vũ trụ đều mừng rỡ. Đây chính là những gì họ muốn. Đội trưởng trần trừ một chút, sau đó nói, vậy ký tên. Diệp Huyên cười, đương nhiên là viết tên các cô rồi. Đội trưởng vui mừng khôn xiết, cảm ơn viện trưởng. Lúc này Diệp Huyên lại nói, không ngại thêm một người nữa chứ. Vẻ mặt đội trưởng cứng đờ. Sau khi giải quyết được vấn đề nguy cấp, đội thám hiểm vũ trụ lại lên đường. Mà lần này Diệp Huyên không chỉ cho họ tiền mà còn cho họ một số phương pháp tu luyện, để họ có thể tu luyện, nâng cao thực lực trong lúc thám hiểm vũ trụ, thực lực của tiểu đội này quá yếu. Sau khi giải quyết xong chuyện của đội thám hiểm, Diệp Huyên không về thư viện quan huyên mà quyết định đến thiên bộ giới kia xem thế nào. Vì vậy Diệp Huyên tới trước truyền tống trận vòng xoáy màu đen lúc trước rồi đi vào đó, vừa vào hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng, rất nhanh hắn đã tiến vào đường hầm thời không. Sau khi vào đường hầm thời không, Diệp Huyên bỗng nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện giờ phút này mình đang phi hành với tốc độ cực kỳ kinh người. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên mới cảm thấy thân thể của mình dừng lại, hắn nhìn chung quanh, lúc này, hắn đã ở trong một khoảng tinh không. Phía sau hắn cũng có một truyền tống trận vòng xoáy màu đen. Diệp Huyên ổn định lại rồi quan sát bốn phía, đây chính là thiên bộ giới sao. Lúc này một cô gái đi ngang qua, nàng ta đánh giá Diệp Huyên rồi hỏi, mới tới à? Diệp Huyên nhìn cô gái, nàng ta trùng 16-17 tuổi, mặc một bộ váy hoa nhí, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Cô gái nháy mắt, thế chắc ngươi không quen nơi này đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng là không quen thuộc. Cô gái giơ một ngón tay lên, đưa cho ta 100 bà sa tinh. Ta giới thiệu nơi này cho ngươi. Diệp Huyên cười khẽ rồi cong ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi trước mặt cô gái. Cô gái cất đi rồi cười bảo, chào ngươi, ta là Tiểu Dung. Diệp Huyên gật đầu, đây là thiên bộ giới à? Tiểu Dung lắc đầu, không phải, đây chỉ là vòng ngoài thiên bộ giới thôi, muốn vào thiên bộ giới còn phải đi qua hỗn loạn thời không vực đáng sợ nữa. Hỗn loạn thời không vực. Diệp Huyên cau mày. Tiểu Dung mỉm cười, người định đến thiên bộ giới à? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Dung trầm giọng nói, muốn đến thiên bộ giới thì phải đi qua thời không vực hỗn loạn đó, người có tự tin không? Diệp Huyên cười, chưa đi nên không thể chắc chắn. Tiểu Dung cười, vậy ta đưa người đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Tiểu Dung nói, đi theo ta. Nói xong nàng ta quay người đi cùng Diệp Huyên. Trên đường đi,
Tiểu Dung nhìn Diệp Huyên cười hỏi, công tử đến để bái cổ thần à? Diệp Huyên hơi nhíu mày, cổ thần. Tiểu Dung gật đầu, đúng thế. Ở thiên bộ giới có một vài cổ thần, họ chấp nhận tín ngưỡng của tín đồ. Diệp Huyên suy nghĩ rồi hỏi, cô có biết thượng cổ thần không? Tiểu Dung gật đầu, biết, ngài ấy là một trong 12 vị thần. Nghe vậy Diệp Huyên khẽ nói, thì ra thượng cổ thần ở thiên bộ giới này. Thượng cổ thần, khi ấy Thanh Nhi váy trắng còn suýt nữa giết chết ông ta. Hắn không ngờ là đối phương cũng ở thiên bộ giới. Lúc này Tiểu Dung chợt hỏi, người biết thượng cổ thần à? Diệp Huyên sắp xếp lại suy nghĩ, cười đáp, không được coi là biết. Tiểu Dung nhìn hắn lần nữa, khẽ gật đầu. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Dung, Diệp Huyên đã đến hỗn loạn vực, sau khi tới đây cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao nơi này lại gọi là hỗn loạn vực. Hắn phát hiện thời không nơi đây vô cùng quỷ dị, giống như cơn lốc vô cùng hỗn loạn, hơn nữa còn toát lên sức mạnh cường đại đáng sợ. Tiểu Dung chỉ vào nơi xa, đi qua hỗn loạn vực này là tới thiên bộ giới. Thông thường người ở đây đều không vào được thiên bộ giới, chỉ có người được trời chọn mới có thể vào được. Diệp Huyên hơi tò mò, người được trời chọn. Tiểu Dung chớp mắt, ngươi không biết hả? Diệp Huyên nói, từng giết không ít. Tiểu Dung sững sờ. Diệp Huyên cười, người được trời chọn là người được chủ nhân bút đại đạo chọn đúng không? Tiểu Dung lắc đầu, không phải, là người được cổ thần chọn, những người ấy là người trời chọn, chỉ họ mới có thể đi qua được hỗn loạn vực này. Cổ thần. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi bảo, cô có biết chủ nhân bút đại đạo không? Tiểu Dung cười, đương nhiên biết rồi, ông ấy là người sáng lập đạo môn mà. Diệp Huyên vội hỏi, thiên bộ giới cũng có đạo môn à? Tiểu Dung gật đầu, có, nhưng đó là trước đây. Diệp Huyên hơi nhíu mày, trước đây. Tiểu Dung gật đầu, đúng thế, trước đây thiên bộ giới có đạo môn, nhưng trăm nghìn năm trước, đạo môn đã bị đuổi đi rồi. Diệp Huyên ngạc nhiên hỏi lại, bị đuổi đi á? Tiểu Dung gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, chẳng lẽ chủ nhân bút đại đạo không lợi hại sao? Nghe vậy Tiểu Dung cau mày, chủ nhân bút đại đạo lợi hại lắm à? Diệp Huyên im lặng. Chẳng lẽ chủ nhân bút đại đạo không lợi hại sao? Hắn cũng hơi nghi ngờ. Chắc ông ta cũng lợi hại nhỉ? Tiểu Dung nói tiếp, ta từng nghe nói về chủ nhân bút đại đạo, nhưng không biết thực lực của ông ta thế nào. Nhưng theo ta thấy thì hẳn là ông ta không lợi hại. Nếu lợi hại thì đạo môn cũng không đến mức bị đuổi đi. Ngươi thấy có đúng không? Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi thầm nói, tiểu bút, huynh thấy thế nào? Bút đại đạo thấp giọng bảo, ta không phát biểu ý kiến. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Lúc này Tiểu Dung lại nói, đừng nói thiên bộ giới, dù là ở vũ trụ biên duyên, đạo môn cũng rất thảm. Bây giờ hình như đạo môn chỉ còn lại mấy chục người thôi. Diệp Huyên gật đầu, đúng là rất thảm. Cô có thể đưa ta tới đạo môn xem được không? Tiểu Dung nhìn Diệp Huyên, người không đến thiên bộ giới nữa à? Diệp Huyên cười, tạm thời không đi nữa. Tiểu Dung cười, được rồi. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn cô gái trước mặt, khẽ cười rồi đi theo. Một lúc sau... Tiểu Dung đưa Diệp Huyên lên một đỉnh núi, hắn nhìn thấy một vài cung điện đơn sơ trên đỉnh núi, mà phía trước tòa đại điện ở chính giữa trăm trượng có một cánh cổng đá, trên cổng đá có hai chữ, đạo môn. Đạo môn. Nhìn cảnh trước mắt, Diệp Huyên không khỏi thở dài trong lòng. Rốt cuộc đạo môn này phát triển thế nào vậy? Sao lại thảm thế này? Thực sự quá khó tin. Đúng lúc này, một ông lão bước ra. Nhìn về phía Diệp Huyên và Tiểu Dung, ông ta cau mày, hai người là ai? Diệp Huyên xòe tay ra, đạo ấn xuất hiện trong tay hắn. Ông lão nhìn đạo ấn trong tay Diệp Huyên với vẻ mặt khó hiểu, người định làm gì? Diệp Huyên thẳng thốt, ông không biết. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vẻ mặt cảnh giác, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên cạn lời. Chết tiệt! Sao có thể không biết chứ? Diệp Huyên giơ đạo ấn trong tay lên, ông chắc chắn ông không biết nó. Ông lão cau mày, quan sát kỹ lưỡng đạo ấn trong tay Diệp Huyên, sau đó lắc đầu, không biết. Diệp Huyên im lặng. Thế mà ông lão này lại không biết đạo ấn.
Tiểu Dung ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ tò mò. Diệp Huyên chợt hỏi, bây giờ các ông tin phụng ai? Ông lão trầm giọng đáp, chủ nhân Bút Đại Đạo. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chủ nhân Bút Đại Đạo từng nói với ta đạo môn đều do ta quản, ông tin không? To gan! Ông lão nổi trận lôi đình, ngươi dám có ý đồ với đạo môn của ta. Đạo môn của ta và các hạ không thù không oán, vì sao các hạ lại làm như vậy? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta thật sự biết chủ nhân Bút Đại Đạo mà. Vớ vẩn! Ông lão tức giận, chủ nhân Bút Đại Đạo sống chết thế nào còn không rõ, ngươi đừng hòng lừa lão phu. Thanh niên, lão phu nói cho ngươi nghe, lão phu trải đời hơn ngươi nhiều, ngươi đừng hòng giở trò với lão phu. Mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm. Ông lão xua tay mất kiên nhẫn, ngươi mau đi đi, nếu không lão phu sẽ mở đại trận hộ tông đấy. Ta nói cho ngươi biết, đại trận hộ tông do chủ nhân Bút Đại Đạo tổ tiên của chúng ta đích thân bài bố, nếu mở nó, dù là cổ thần cũng không chống lại được, ngươi đừng tự mắc sai lầm. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ông nói như vậy làm ta lại muốn xem thế nào đấy. Ông lão trầm giọng bảo, công tử à, chúng ta không thù không oán mà. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Ông lão hạ giọng bảo, nếu đã không thù không oán thì sao ngươi phải tới gây sự với chúng ta? Ngươi nhìn đi, bây giờ đạo môn của ta đã lánh đời rồi, chúng ta không còn nhúng tay vào tranh chấp thế tục nữa. Diệp Huyên chợt xòe tay, Bút Đại Đạo xuất hiện trong tay hắn, ông có biết cây bút này không? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có phải ngươi muốn nói đây là Bút Đại Đạo không? Diệp Huyên hạ giọng, đúng là Bút Đại Đạo. Ông lão rất tức giận, nhìn Diệp Huyên đăm đăm, ngươi lấy bừa một chiếc bút quèn ra rồi nói với ta là Bút Đại Đạo, ngươi đừng sỉ nhục trí thông minh của ta nữa có được không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ông lão nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lúc này Diệp Huyên chợt thấy hơi đau đầu. Hắn thật sự không thể giải thích được nữa. Lúc này Tiểu Bút lên tiếng, đánh một trận là được. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong hắn phất tay, một luồng kiếm quang vụt qua, ông lão kia còn chưa phản ứng thì một thanh kiếm đã kề ngay cổ họng ông ta. Ông lão lập tức giơ hai tay lên, run rẩy nói các hạ. Diệp Huyên nhìn ông lão, bây giờ ông tin ta rồi chứ? Ông lão kinh hãi trả lời, ngươi nói gì thì là thế đó. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt ông lão, bây giờ ông là đạo môn chi chủ. Ông lão gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên khẽ gật đầu, bây giờ ta là đạo môn chi chủ, có vấn đề gì không? Nếu có thì bây giờ ông có thể nói lời trăng trối trước. Ông lão vội bảo, không có vấn đề gì. Diệp Huyên hỏi, bây giờ đạo môn có bao nhiêu người? Ông lão do dự một chút, sau đó nói, 29 người. 29 người. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, vì sao trước đây đạo môn lại bị đuổi khỏi thiên bộ giới? Ông lão cười khổ, vì một cổ thần của thiên bộ giới yêu cầu chúng ta tín ngưỡng ông ta, nhưng người chúng ta tín ngưỡng là chủ nhân Bút Đại Đạo, chúng ta không đồng ý nên ông ta đã đánh chúng ta. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, các ông không gọi tổ tông à? Ông lão do dự một lúc rồi hỏi, chủ nhân Bút Đại Đạo còn sống không? Diệp Huyên cứng họng. Hay ghê, mấy người này đều cho rằng chủ nhân Bút Đại Đạo đã chết rồi à? Nghĩ gì thế? Dù sao chủ nhân Bút Đại Đạo cũng là một người rất lợi hại mà. Nhưng hắn không nghĩ ra vì sao người của đạo môn lại cho rằng ông ta rất yếu. Chẳng lẽ ông ta khiêm tốn quá? Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Huyên, ông lão lộ vẻ chua xót, nếu ông ấy vẫn còn thì sao năm đó lại không giúp chúng ta? Diệp Huyên cười, có thể là ông ấy bận. Ông lão khẽ thở dài. Diệp Huyên nói, bây giờ đạo môn do ta quản lý. Ông gọi những người còn lại tới đây đi. Ông lão do dự một chút rồi gật đầu, được. Nói xong ông ta quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn đạo môn đổ nát trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Trước đây chắc chắn đạo môn cũng vô cùng huy hoàng, nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Thư viện Quan Huyên bây giờ vô cùng huy hoàng, không biết về sau liệu có ngày suy tàn như thế này hay không? Đúng lúc này, ông lão dẫn hơn 20 người đi tới. Diệp Huyên quan sát những người trước mặt, khẽ cau mày. Hơn 20 này hơi thở của ai cũng yếu ớt, hơn nữa còn không đứng đắn. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi xòe tay,
hơn 20 chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt mọi người, cầm lấy số tiền này rồi rời đi đi. Hắn quyết định cho những người này nghỉ việc, bởi vừa nhìn là biết họ là những người sống không có lý tưởng. Thay đổi. Vốn chẳng thể thay đổi được. Muốn dựa vào những người này để vực dậy đạo môn ở nơi đây là quá khó. Nghe được lời này của Diệp Huyên, ban đầu mọi người đều sửng sốt, một giây sau ai nấy đều vui mừng khôn xiết, bởi họ đã nhìn thấy bà Sa Tinh trong nhẫn chứa đồ. Rất nhiều. Mọi người gần như không chút do dự, lập tức cầm lấy nhẫn chứa đồ trước mặt mình rồi quay người bỏ chạy. Chỉ có ông lão cầm đầu là không nhúc nhích. Ông lão do dự một lúc rồi nói, người muốn giải tán đạo môn sao? Diệp Huyên bình tĩnh bảo, đúng. Ông ta khó hiểu, tại sao? Diệp Huyên lắc đầu, ông cũng đi đi. Ông lão còn muốn nói gì đó nữa nhưng thấy sắc mặt Diệp Huyên không tốt lắm thì không dám nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn đạo môn trống rỗng trước mặt, lắc đầu thở dài. Tiểu Dung bên cạnh hỏi, người định xây dựng lại đạo môn à? Diệp Huyên cười, đúng. Tiểu Dung lập tức hỏi, người thấy ta có phù hợp không? Diệp Huyên nhìn Tiểu Dung nghiêm túc nói, ta làm việc rất đáng tin cậy đấy. Diệp Huyên cười, vì sao lại muốn gia nhập đạo môn? Tiểu Dung chần chừ rồi cũng đáp, người rất hào phóng. Nghe vậy, mặt Diệp Huyên trầm xuống. Nàng ta nhìn vào tiền của hắn đây mà. Tiểu Dung nghiêm túc bảo, nhưng ta thấy cho dù ngươi xây dựng lại đạo môn thì cũng rất khó có thể phát triển ở nơi này được. Diệp Huyên cười, ta muốn thành lập một thư viện ở nơi này. Tiểu Dung nhíu mày, thư viện. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tiểu Dung trầm giọng bảo, lãng phí thời gian, sức lực. Diệp Huyên nhìn xung quanh một lượt rồi bảo, đúng thế. Mà ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì, vậy nên ta muốn đến thiên bộ giới. Tiểu Dung nhìn Diệp Huyên, người thật sự có thể đến thiên bộ giới à? Diệp Huyên cười, đúng, có muốn đi cùng không? Tiểu Dung chớp mắt, người còn có thể dẫn ta đi được nữa hả? Diệp Huyên cười, đúng thế. Tiểu Dung im lặng. Diệp Huyên khẽ cười, sợ không? Tiểu Dung im lặng một lát rồi đáp, ta đi cùng ngươi. Cuối cùng nàng ta vẫn lựa chọn tin người đàn ông trước mặt, bởi trông người này rất có tiền. Diệp Huyên cười, vậy đi thôi. Nói xong hắn dẫn Tiểu Dung biến mất trong tinh không, không lâu sau hai người tới hỗn loạn vực. Nhìn hỗn loạn vực trước mặt, nét mặt Tiểu Dung trở nên vô cùng nặng nề. Diệp Huyên cười, đi thôi. Dứt lời, hắn phất tay áo, kiếm Thanh Huyên bay ra, trong nháy mắt, cơn lốc thời không bị kiếm của hắn san bằng. Nhìn thấy cảnh này, con người của Tiểu Dung co rụt ngươi. Diệp Huyên mang nàng ta biến mất tại chỗ. Sau khi đi qua vài cơn bão thời không, cuối cùng Diệp Huyên và Tiểu Dung tới trước một cánh cửa, hai bên cánh cửa này là vách ngăn thời không vũ trụ vô tận. Nhìn thấy cánh cửa này, Tiểu Dung trở nên cực kỳ hưng phấn, đó là thiên môn, vào đó là sẽ tới thiên bộ giới. Diệp Huyên gật đầu, mỉm cười đi về thiên môn, mà lúc này một người đàn ông chợt xuất hiện trước thiên môn, hắn ta nhìn Diệp Huyên và Tiểu Dung không nói gì. Tiểu Dung nhìn người đàn ông, sau đó lại gần Diệp Huyên. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, lệnh thông thiên. Diệp Huyên cau mày. Tiểu Dung vội giải thích, chính là người được cổ thần chọn. Chỉ người được cổ thần chọn mới có lệnh thông thiên. Diệp Huyên nói, ta không có. Tiểu Dung nháy mắt, đánh hắn. Diệp Huyên sửng sốt. Nhưng lúc này người đàn ông bên cạnh lại sầm mặt, người không có lệnh thông thiên vậy tức là xâm phạm thiên bộ giới. Ngươi biết xâm phạm thiên bộ giới sẽ có hậu quả gì không? Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ, giây tiếp theo một thanh kiếm đã kề vào cổ họng người đàn ông. Diệp Huyên nhìn thẳng vào hắn ta, hậu quả gì? Người đàn ông kinh hãi. Tiểu Dung giật giật ống tay áo Diệp Huyên, xử hắn đi, nếu hắn gọi người, chúng ta sẽ gặp nhiều rắc hơn đấy. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong hắn cứ một đường. Phụt. Cuối cùng người đàn ông bị một kiếm tiêu diệt. Tiểu Dung nói, đi mau. Nói xong nàng ta dẫn Diệp Huyên đi qua thiên môn, trước mặt hai người là một luồng ánh sáng màu trắng, sau luồng sáng ấy là một vùng tinh không thần bí không rõ. Tiểu Dung nhìn chung quanh, đi theo ta. Nói xong nàng ta dẫn Diệp Huyên biến mất tại chỗ,
không lâu sau hai người tới trước một cổ thành. Tiểu Dung bảo, đây là Tang Cổ Thành, là địa bàn của Tang Thần, một trong những cổ thần. Tang Thần là một vị thần khá lương thiện trong 6 vị thần, chúng ta trốn ở đây sẽ an toàn hơn chút. Diệp Huyên cười, trước đây cô ở thiên bộ giới à? Tiểu Dung do dự rồi gật đầu, đúng. Diệp Huyên khó hiểu hỏi, vậy sao cô lại xuất hiện ở ngoài kia? Tiểu Dung trầm giọng đáp, ta trốn ra ngoài đó. Diệp Huyên nhíu mày, trốn ra ngoài. Tiểu Dung gật đầu, người nhà ép ta thành hôn nên ta trốn đi. Diệp Huyên hơi giật mình, trốn đi để không kết hôn. Tiểu Dung gật đầu. Diệp Huyên cười, lợi hại. Tiểu Dung khẽ thở dài, sau khi trốn đi mới phát hiện dựa vào mình để sinh tồn là khá khó khăn, ngày tháng ở ngoài không dễ dàng. Diệp Huyên chớp mắt, vậy bây giờ cô về là định để kết hôn à? Tiểu Dung lắc đầu, ta trốn đi lâu như vậy, chắc cha mẹ rất nhớ ta nghĩ chắc họ sẽ không ép ta kết hôn nữa đâu. Nói xong nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta gặp nhau là duyên phận đúng không? Diệp Huyên gật đầu, coi là duyên phận đấy. Tiểu Dung chớp mắt, vậy ngươi có thể theo ta về nhà một chuyến được không? Giúp ta giải quyết tình hình. Diệp Huyên cười hỏi, ta có được lợi lộc gì không? Tiểu Dung ngẫm nghĩ, chẳng phải ngươi muốn xây thư viện ở đây sao? Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyên im lặng một lúc, được rồi. Tiểu Dung cười tâu toét, đi thôi. Nói xong nàng ta đưa Diệp Huyên đi vào trong thành. Diệp Huyên không nói nên lời, nhà đầu này đã lên kế hoạch từ trước rồi. Rất nhanh, Diệp Huyên đã theo Tiểu Dung đến trước một phủ đệ cực kỳ xa hoa, hắn nhìn phía trước phủ đệ, phủ thành chủ. Rõ ràng cô gái này là con gái thành chủ của Tang Cổ Thành. Lúc này một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt Tiểu Dung, khi thấy nàng, ông ta cười khổ, tiểu thư, rốt cuộc con đã đi đâu vậy? Tiểu Dung bình tĩnh nói, a bá, đưa ta đi gặp phụ thân ta đi. Ông lão áo đen do dự một chút rồi nhìn Diệp Huyên, vị này. Tiểu Dung mỉm cười, bạn ta. Ông lão áo đen trầm giọng, nhà đầu, con đưa hắn đến gặp thành chủ là hại hắn đấy. Bây giờ phụ thân con vẫn còn rất giận, nếu gặp hắn. Tiểu Dung nhìn Diệp Huyên, tính tình phụ thân ta không tốt lắm, nếu nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ nghĩ ngươi là trai lạ ta đưa về, chắc chắn ông ấy sẽ không cho ngươi được yên đâu. Diệp Huyên chần chừ một lát, vậy ta đi nhé. Tiểu Dung trầm giọng, thế lực nhà họ Dung của ta ở Tang Thành rất lớn, người muốn xây dựng thư viện ở đây chắc chắn phải có sự ủng hộ của thế lực địa phương. Diệp Huyên cười bảo, nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải giúp cô đối phó với phụ thân cô đúng không? Tiểu Dung gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên im lặng một lát, giải quyết được phụ thân cô thì cô có thể sử dụng bao nhiêu tài nguyên của Tang Thành. Tiểu Dung nhìn Diệp Huyên, phụ thân chỉ có một mình ta, nếu ông ấy không còn nữa thì Tang Thành sẽ là. Nói đến đây, nàng ta dừng lại. Mặt ông lão áo đen bên cạnh lập tức tối sầm. Nhà đầu, con đúng là bất hiếu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu Dung nhếch miệng cười, đi. Nói xong nàng ta dẫn Diệp Huyên đi về phía phủ đệ, sau khi vào phủ đệ, Diệp Huyên cảm nhận được hơn chục luồng thần thức mạnh mẽ. Rất nhanh, ba người đi tới đại điện, trong đại điện, Diệp Huyên nhìn thấy một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp. Ánh mắt người đàn ông trung niên rơi vào Diệp Huyên, giết. Ghi ớt, ông lão áo đen bên cạnh sửng sốt. Lúc này Tiểu Dung nổi đóa, rung chấn. Ông dám. Người đàn ông trung niên vẫn không đổi sắc, còn chờ gì nữa. Lúc này một tàn ảnh đột nhiên vào tới chỗ Diệp Huyên với tốc độ cực nhanh. Thực sự định giết mình đây mà. Diệp Huyên híp mắt, giơ tay vung kiếm. Vụt. Tàn ảnh đó vừa vào tới trước mặt Diệp Huyên đã bị một luồng kiếm quang đâm vào chân mày. Thấy cảnh này, Dung Trấn biến sắc. Mà lúc này, đám cường giả của nhà họ Dung cũng đồng loạt lao tới. Diệp Huyên nhìn Dung Trấn cầm đầu, ông làm thật đấy à? Ngay khi Dung Trấn định lên tiếng thì Diệp Huyên biến mất, con người Dung Trấn bỗng co rụt lại. Ông ta vừa định ra tay thì đã bị một thanh kiếm xuyên qua đầu mày. Ra tay nhân từ chút. Tiểu Dung ở bên cạnh sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp cũng trắng bệch, bà ta vẫn còn đang kinh hãi. Diệp Huyên nhìn Tiểu Dung, giết ông ta thì cô sẽ là thành chủ tòa thành này,
chỉ cần cô gật đầu, bây giờ ta sẽ giết ông ta ngay. Thành chủ. Tiểu Dung bỗng hơi do dự. Thấy Tiểu Dung do dự, nét mặt Dung Trấn cứng ngắc. Tiểu Dung cười khổ, Diệp công tử, ta không thể giết cha được. Giết cha? Nói thế nghe không hay chút nào. Diệp Huyên cười, cô đã nghĩ kỹ chưa? Bây giờ ta xuống tay thì cả Tang Cổ Thành này sẽ là của cô. Tiểu Dung lắc đầu, không được. Nếu cô ta lựa chọn giết cha thì không chỉ mất đi danh tiếng mà còn mất cả nhân tâm. Chuyện giết cha không thể tùy tiện làm được. Nghe Tiểu Dung nói thế, Diệp Huyên nhún vai, thôi được rồi. Nói rồi hắn cất kiếm Thanh Huyên đi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Dung cô nương, nhớ chuyện cô đã đồng ý với ta đấy. Tiểu Dung gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên khẽ cười rồi quay người bỏ đi. Bây giờ hắn muốn chọn một nơi tốt lành để xây thư viện, ở ngay Tang Cổ Thành này. Sau khi Diệp Huyên đi, người đàn ông trung niên nhìn Tiểu Dung hỏi, hắn là ai? Tiểu Dung bình tĩnh đáp, bạn của con. Ông ta chào mày, bạn con. Tiểu Dung gật đầu, đúng thế. Người đàn ông trung niên im lặng một lát rồi nói, người này rất nguy hiểm. Tiểu Dung nhìn phụ thân mình, bạn trai. Ông ta sững người. Tiểu Dung bình tĩnh nói tiếp, nếu gia tộc còn ép con kết hôn nữa thì con không đảm bảo hắn sẽ không làm bừa đâu. Cha à, con nói thật với cha một câu, tính tình hắn không tốt, nếu hắn làm bừa thì đến cha, hắn cũng dám giết đấy. Người đàn ông trung niên. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp chợt trầm giọng lên tiếng, đều là người một nhà, nói những chuyện không vui này làm gì. Nói xong bà ta nhìn người đàn ông trung niên, thanh niên này rất được, tuổi trẻ lại có thực lực, rất tốt. Người đàn ông trung niên im lặng. Tiểu Dung không nói gì thêm nữa mà bỏ đi luôn. Bây giờ nàng ta chỉ muốn giúp Diệp Huyên xây dựng thư viện, bởi chỉ có đi theo hắn, nàng ta mới được tự do. Bên một góc hồ, Diệp Huyên lẳng lặng đứng đó. Trước mặt hắn là một hồ nước, phóng tầm mắt ra xa, mấy nghìn thước sau lưng hắn là một dãy nhà cổ kính sừng sững. Hắn muốn xây dựng thư viện trên hồ nước này. Lúc này, Tiểu Dung xuất hiện bên cạnh hắn, người muốn xây dựng thư viện ở đây à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tiểu Dung hạ giọng bảo, đây là hồ Thái Thăng, là tài sản của thần miếu. Diệp Huyên cau mày, thần miếu. Tiểu Dung gật đầu, mỗi vị cổ thần đều có thần miếu của riêng mình, tín đồ có thể cầu nguyện ở thần miếu, Tang Cổ Thành cũng có thần miếu, là thần miếu của Tang Cổ Thần, nếu ngươi muốn có được hồ nước này thì phải đi tìm họ. Diệp Huyên cười, người của thần miếu có dễ thương lượng không? Tiểu Dung lắc đầu, không dễ thương lượng lắm, những người trong thần miếu đều rất tham lam. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đến thần miếu. Tiểu Dung nhìn Diệp Huyên, bọn họ rất tham lam. Diệp Huyên cười bảo, không sao. Tiểu Dung khẽ gật đầu, được. Nói xong nàng ta đưa Diệp Huyên đến thần miếu. Một lúc sau, Diệp Huyên đến thần miếu, nơi đây rất tráng lệ, trước miếu có một bức tượng người phụ nữ cầm trường mâu, ánh mắt nhìn thẳng, trong mắt có uy lực vô hình khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tiểu Dung trầm giọng, vị này là Tang Thần, một trong 6 vị thần. Diệp Huyên nhìn tượng Tang Thần trước mặt, hắn không ngờ vị cổ thần này lại là phụ nữ. Lúc này Diệp Huyên phát hiện quả nhiên xung quanh có rất nhiều tín đồ đang làm lễ, người còn không ít. Tiểu Dung cười, đi, ta đưa ngươi đến gặp Đại Tế Sư nơi này. Diệp Huyên gật đầu, được. Sau khi hai người vào thần miếu, Tiểu Dung nói chuyện với một người tùy tùng, cuối cùng tùy tùng đó dẫn hai người đi gặp Đại Tế Sư. Cũng là một người phụ nữ. Đại Tế Sư này mặc một chiếc trường bào lụa vàng lộng lẫy, đầu đội vương miệng, tay cầm pháp trượng màu vàng, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Tiểu Dung chắp tay, hơi khom người, Đại Tế Sư. Diệp Huyên mỉm cười rồi cũng chắp tay cười gọi, Đại Tế Sư. Đại Tế Sư nhìn Diệp Huyên, ngươi là người ngoài hả? Giọng nàng ta rất có tử tính, dường như có tính xuyên thấu, đánh thẳng vào linh hồn người ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đúng thế. Đại Tế Sư nhìn Diệp Huyên một lúc, tới đây làm gì? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tín ngưỡng Tang Thần. Tín ngưỡng Tang Thần. Nghe vậy, Tiểu Dung ở bên cạnh sửng sốt. Tên này định làm gì?
Nghe Diệp Huyên nói vậy, nét mặt đại tế sư dịu đi rất nhiều, người tín ngưỡng tăng thần. Diệp Huyên chắp tay, đúng thế. Đại tế sư hỏi, tại sao? Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta từng có một khoảng thời gian tăm tối, là tăng thần đã dẫn lối cho ta, giúp ta vượt qua những năm tháng tăm tối khó khăn đó. Vì vậy ta không quản ngại vượt qua hỗn loạn vượt tới đây tế bái tăng thần. Đại tế sư híp mắt, người từng được tăng thần dẫn lối. Diệp Huyên gật đầu, đúng, nếu đại tế sư không tin thì có thể hỏi tăng thần. Đại tế sư im lặng. Tuy nàng ta là người phụ trách thần miếu nhưng cũng không thể nói chuyện được với tăng thần bất cứ lúc nào. Lúc này, Diệp Huyên chợt chắp tay hành lễ, đại tế sư, ta muốn quyên tặng. Quyên tặng. Đại tế sư hơi sửng sốt rồi bảo, người muốn quyên tặng. Diệp Huyên gật đầu, phải. Vừa nói hắn vừa lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt trước mặt đại tế sư, đây là tiền dành dụm cả đời của ta quyên góp cho thần miếu. Đại tế sư nhìn nhẫn chứa đồ, trong nhẫn là 1 triệu bà sa tinh. Khá nhiều. Đại tế sư nhìn Diệp Huyên, cười khẽ bảo, quả nhiên ngươi là tín đồ trung thành. Nói rồi nàng ta xòe tay ra, một chiếc lá chậm chậm bay tới trước mặt Diệp Huyên, đây là tang diệp, chỉ tín đồ trung thành mới có được. Diệp Huyên hành lễ, đa tạ đại tế sư. Nói xong hắn do dự cất lời, đại tế sư, ta có chuyện muốn cầu xin. Đại tế sư cất nhẫn chứa đổ đi, khẽ gật đầu, ngươi nói đi. Diệp Huyên nói, ta muốn xây dựng một thư viện ở Hồ Thái Thăng, hy vọng đại tế sư đồng ý. Hồ Thái Thăng. Đại tế sư nhìn Diệp Huyên cười không nói gì, hiển nhiên đây mới là mục đích thật sự của thanh niên này. Nàng ta không từ chối. 1 triệu viên bà sa tinh có thể mua được 100 hồ Thái Thăng rồi. Đại tế sư gật đầu, ta đồng ý. Diệp Huyên lập tức hành lễ, đa tạ đại tế sư. Đại tế sư cười nói, cảm ơn tang thần đi, hào quang của tang thần chiếu rọi muôn dân. Diệp Huyên nghiêm mặt, tang thần luôn ở bên ta. Đại tế sư hài lòng gật đầu, tốt lắm. Một lúc sau, Diệp Huyên và Tiểu Dung rời khỏi thần miếu. Bên ngoài, Tiểu Dung nhìn Diệp Huyên, người thật sự tín ngưỡng tang thần à? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, nếu không phải làm thế nào? Giết cả thần miếu sau đó chiến đấu với tang thần à? Tiểu Dung im lặng. Diệp Huyên cười, ta đã hơi mệt với cảnh đánh giết giết rồi. Chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết thì không tính là chuyện. Hơn nữa ta tới đây để xây thư viện chứ không phải đánh nhau. Tiểu Dung gật đầu, ta hiểu rồi. Người cần ta giúp gì không? Diệp Huyên cười nói, ta hy vọng cô giúp ta tìm một nhóm người có học vấn, thực lực không cần quá mạnh, nhưng nhất định phải có học vấn. Còn nữa, ta muốn xây một số cung điện ở đây, cô tìm người giúp ta đi. Tiểu Dung gật đầu, người thì gia tộc ta có. Diệp Huyên cười, vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Dung khẽ nói, ta cũng muốn gia nhập thư viện. Diệp Huyên gật đầu, được. Khóe miệng Tiểu Dung hơi nhếch lên, bây giờ ta sẽ đi làm ngay. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên bỗng gọi lại, chờ đã. Tiểu Dung quay lại nhìn Diệp Huyên, hắn xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt Tiểu Dung, trong nhẫn là 20 triệu bà sa tinh. Diệp Huyên nói, làm việc phải có tiền. Tiểu Dung trầm giọng, ngươi đúng là giàu có. Diệp Huyên cười ha hả. Sau khi Tiểu Dung đi, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về hướng thần miếu, vừa nãy khi ở thần miếu, hắn cảm nhận được một luồng hơi thở nhàn nhạt, theo luồng hơi thở này, hắn cảm nhận được tín ngưỡng chi lực. Hiển nhiên luồng hơi thở đó có lẽ là của tăng thần. Tín ngưỡng chi lực. Hiển nhiên người dùng tín ngưỡng chi lực không chỉ có một mình Diệp Huyên hắn. Đúng lúc này, thời không xung quanh đột nhiên rung lên. Diệp Huyên hơi cau mày. Lúc này, một người mặc áo bào đen bước ra từ thời không trước mặt. Diệp Huyên nhìn hắn ta, không lên tiếng. Người áo đen nhếch miệng cười, Diệp công tử đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người áo đen nói, dạo này mấy huynh đệ của ta hơi nghèo, muốn mượn ngươi ít tiền, không thành vấn đề chứ. Cướp! Diệp Huyên nhìn về hướng thần miếu, thầm thở dài trong lòng. Như lúc trước hắn nói. Hắn tới đây chỉ vì xây dựng thư viện, không muốn gây chuyện, vậy nên bỏ tiền để làm việc thì hắn sẵn sàng, nhưng làm vậy lại phản tác dụng.
không còn nghi ngờ gì nữa, người trước mặt là người của Đại Tế Sư Thần Miếu. Biết hắn có tiền chỉ có Tiểu Dung và Đại Tế Sư, Tiểu Dung không có lý do gì phản bội hắn vào lúc này cả, vậy thì chỉ có Đại Tế Sư. Đúng là lòng tham không đáy. Người áo đen cười, người đang nhìn gì đấy? Diệp Huyên cười nhẹ, Đại Tế Sư, đã tới rồi sao còn không ra? Nghe vậy, người áo bào đen lập tức híp mắt. Mà xung quanh không có phản ứng gì. Diệp Huyên giơ tay vung kiếm về hướng bên trái. Phập. Thời không đột nhiên tách ra, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Đại Tế Sư. Sau khi Đại Tế Sư dừng lại, nàng ta nhìn Diệp Huyên với ánh mắt nặng nề. Diệp Huyên nhìn Đại Tế Sư, cười khẽ, nói thật, lần này ta tới đây thật sự không có ý định gây chuyện. Dẫu sao mấy năm nay đánh đánh giết giết ta cũng đã hơi mệt rồi. Vì vậy ta quyết định bỏ tiền ra giải quyết, nhưng ta không ngờ cô lại tham lam đến vậy. Nói xong hắn lắc đầu thở dài, cô làm như vậy e là sáu đại cổ thần lại mất đi một vị đấy. Nực cười. Đại Tế Sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cười khẩy, ngông cuồng đến cực điểm, người có biết ta đang nói gì không? Diệp Huyên nhìn chằm chằm Đại Tế Sư, ta cho cô một cơ hội, gọi tổ tông đi. Đại Tế Sư nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người thích thể hiện như vậy, phụ thân người biết không? Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta học theo ông ấy đấy. Người đàn ông áo xanh. Đại Tế Sư còn muốn nói gì đó thì Diệp Huyên đã biến mất, còn người Đại Tế Sư co lại. Nàng ta đang định ra tay thì lúc này một luồng kiếm quang đột nhiên xuyên qua chân mày của nàng ta. Đại Tế Sư bị ghim ngay tại chỗ. Diệp Huyên quay người rút kiếm Thanh Huyên, kề vào cổ Đại Tế Sư, nàng ta tức giận vô cùng, ta là người đại diện của thần mà ngươi lại dám giết ta. Diệp Huyên chậm chậm chém xuống, đừng nhắc đến chỗ dựa trước mặt ta mà gọi chỗ dựa ra thì tự ta cũng thấy hơi quá đáng. Hiểu không? Nói xong hắn cứ mạnh hơn, kiếm xuyên vào nửa tấc. Phụt. Máu bắn ra. Đại Tế Sư đột nhiên run rẩy nói, đợi đã. Nói rồi nàng ta đột nhiên nắm lấy tay Diệp Huyên đặt vào nơi đâu đó trên người mình. Thấy vậy, mặt Diệp Huyên đen xì, mẹ kiếp, rốt cuộc là kẻ nào khắp nơi tung tin lão tử háo sắc hả? Lúc này mặt Diệp Huyên đã đen kịt lại. Sỉ nhục. Hành động của Đại Tế Sư quả thật là một sự sỉ nhục thẳng vào mặt hắn. Diệp Huyên không phí lời thêm nữa, vung tay đẩy kiếm đi. Xoẹt. Đầu của Đại Tế Sư lập tức bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, ông lão áo bào đen ở bên cạnh hóa đá ngay tại chỗ, người dám giết Đại Tế Sư của thần miếu. Diệp Huyên lại vung tay chém kiếm ra. Xoẹt. Ông lão áo bào đen lập tức bị xóa sổ. Sau khi chém giết xong cả hai, Diệp Huyên thu kiếm Thanh Huyên lại, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng. Không thể không nói, hắn lúc này rất tức giận. Có nhiều khi, cố gắng nói đạo lý đúng là một chuyện ngu xuẩn. Thế giới này đâu đâu cũng ngập tràn ác ý. Diệp Huyên khẽ thở dài. Hắn biết, hắn lại phải bắt đầu chém giết ở thiên bộ giới này rồi. Tất nhiên bây giờ hắn không còn quan tâm quá nhiều chuyện nữa. Hắn chỉ muốn xây dựng thư viện, sau đó nỗ lực phát triển bản thân. Thế giới hư chân. Đây chính là mục tiêu hiện tại của hắn. Tất cả mọi người đều đang ở đó chờ hắn. Vì vậy hắn phải cố gắng. Dù sao hắn cũng đã lăn lộn quá lâu rồi. Thời gian sau này, Diệp Huyên và Tiểu Dung bắt đầu dốc toàn lực xây dựng thư viện, bởi vì hắn có rất nhiều tiền, lại thêm gia tộc của Tiểu Dung giúp đỡ. Vậy nên tốc độ xây dựng thư viện được đẩy lên rất nhanh. Chưa tới nửa tháng, Hồ Thái Thăng đã xuất hiện 16 tòa đại điện nguy nga. Tiếp đến là chiêu mộ học viên. Vạn sự khởi đầu nan, lúc bắt đầu căn bản không có ai đồng ý gia nhập thư viện, bởi vì thư viện chỉ mới thành lập, không có chút danh tiếng nào. Mọi người đều ôm thái độ tò mò và nghi ngờ với thư viện, nhưng Diệp Huyên cũng không sốt ruột, cứ từ từ thôi. Ngày hôm đó, Diệp Huyên đi tới một thương hội đấu giá ở Tang Cổ Thành, thương hội này tên là Thiên Bảo, cũng là thương hội lớn nhất thiên bộ giới, chi nhánh của nó trải rộng khắp lục giới. Lục giới được chia thành 6 khu vực cho 6 vị cổ thần, mà Tang Cổ Thành thuộc về Tang, là địa bàn của Tang Thần. Mà thương hội Thiên Bảo lại có chi nhánh khắp lục giới, có thể tưởng tượng được thế lực sau lưng nó mạnh mẽ đến đâu.
lần này Diệp Huyên đến Thương hội Thiên Bảo là để mua đồ. Sách cổ, lịch sử, văn minh và văn hóa của một vũ trụ mới chắc chắn không giống với những nơi khác, hắn muốn nhanh chóng hiểu rõ một vũ trụ nào đó thì chỉ có thể tìm hiểu qua sách vở. Bởi vì có Tiểu Dung nên Diệp Huyên được gặp trực tiếp cao quản sự của Thương hội Thiên Bảo. Cao quản sự là một cô gái, vóc người đẫy đà, trước sau đều căng tròn, trông rất mê người. Bên trong một phòng riêng, cao quản sự quan sát Diệp Huyên rồi cười nói, Diệp công tử muốn mua một lượng lớn sách cổ à? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Cao quản sự cười nói, về công pháp hay là về gì? Diệp Huyên lắc đầu, chỉ là sách cổ bình thường thôi, ghi chép về con người và sự kiện ở thiên bộ giới, hoặc là tác phẩm văn học, gì cũng được, ta mua hết. Nụ cười trên mặt cao quản sự dần biến mất, Diệp công tử, những thứ này đều chẳng đáng bao nhiêu tiền. Ý tứ chính là ngươi đang lãng phí thời gian của bà đây. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cao quản sự, giúp chút nhé. Cao quản sự chỉ cười không nói. Diệp Huyên tất nhiên hiểu ý, hắn nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho cao quản sự. Cao quản sự liếc mắt nhìn, sau đó cười bảo, Diệp công tử, ta nghe nói ngươi đang xây dựng một thư viện. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Cao quản sự nhìn Diệp Huyên, trước đây không lâu, ta nghe nói đại tế sư của thần miếu chết rồi. Nhưng không biết hung thủ là ai, Diệp công tử nghe qua việc này chưa? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đại tế sư chết rồi à? Ai lớn gan như vậy? Dám giết đại tế sư của thần miếu, chán sống rồi sao? Cao quản sự nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không phải ngươi giết à? Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng đứng phất dậy, kích động nói, cao quản sự, sao cô có thể nói như vậy? Làm sao mà ta giết được đại tế sư? Nói rồi, hắn vội vàng lấy ra một chiếc lạc, cô xem đi, đây là tang diệp mà đại tế sư tặng cho ta, ta là tín đồ trung thành của tang thần, sao có thể làm ra loại chuyện vô nhân đạo như vậy được? A-di-đà-phật, tội lỗi tội lỗi. Cao quản sự liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, cao quản sự, ta chỉ là một viện trưởng của thư viện nhỏ thôi, có tài cán gì mà có thể giết đại tế sư thần miếu? Cao quản sự cười nói, Diệp công tử, người đứng kích động. Ta không có ý gì khác, chỉ hiếu kỳ một chút mà thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cao quản sự, đây không phải việc nhỏ, nếu đã người của thần miếu hiểu lầm là ta giết thật thì chẳng phải ta xong đời rồi sao? Cao quản sự khẽ mỉm cười, Diệp công tử, không phải ngươi muốn mua sách cổ sao? Lát nữa ta sẽ cho người đi sưu tầm, người yên tâm, với thực lực của Thương hội Thiên Bảo. Phàm là sách cổ nào từng có trên đời, đều sẽ tìm về được cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên liền nở nụ cười, vậy cảm ơn cao cô nương nhiều rồi. Cao quản sự gật đầu, khách sáo rồi. Nói xong, nàng ta đứng dậy định rời đi, nhưng như chợt nhớ đến điều gì, nàng ta đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta chuẩn bị đấu giá một món chí bảo, ngươi có hứng thú xem không? Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, chí bảo gì? Cao quản sự cười nói, một món thần vật đạo môn để lại, tên là đạo kính. Đạo kính. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, lúc này, bút đại đạo đột nhiên nói, có thể cần đấy. Diệp Huyên hỏi trong lòng, huynh biết à? Phun tai bút đại đạo trầm giọng nói, thứ này năm đó do chủ nhân chế tạo ra, năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, nhất là khi được phối hợp với đạo ấn thì công năng phòng ngự của nó chắc phải là vô địch, vô cấp siêu địch ấy chứ. Cậu có thứ này thì trừ khi thực lực của đối phương cao hơn cậu gấp mấy lần, hoặc có những thần vật biến thái như kiếm thanh huyệt, còn không thì cậu chắc chắn sẽ nằm ở thế bất bại. Diệp Huyên trầm giọng nói, đã có thần vật như vậy, tại sao đối phương lại còn muốn đấu giá? Bút đại đạo nói, thứ nhất, bọn họ chắc chắn không biết cách sử dụng kính này, thứ hai, bọn họ không có đạo ấn, cho dù có dùng kính này thì uy lực cũng sẽ suy giảm đi rất nhiều. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Nói, hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía cao quản sự, cười bảo, vậy ta ở lại đây xem thử vậy. Cao quản sự cười, được. Nói rồi, nàng ta xoay người rời đi. Sau khi cao quản sự rời đi, Diệp Huyên nhíu mày lại, tại sao người phụ nữ này lại nghi mình giết đại tế sư? Lúc trước khi đại tế sư đến tìm hắn cũng là lén lút đến, dù sao chuyện đánh cướp kiểu đó đại tế sư chắc chắn không dám công khai làm. Bởi vậy lúc hắn giết hai người đại tế sư, người ngoài căn bản không thể biết được, cho dù là thần miếu cũng không. Chỉ có một giải thích thôi.
Đó là thương hội thiên bảo này biết được nhất cử nhất động của đại tế sư, đồng thời chuyện hắn đến thần miếu và cho đại tế sư bà Sa Tinh cũng bị thương hội này biết được, thế nên đối phương mới nghi ngờ mình. Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Thương hội thiên bảo này sâu không lường được. Đúng lúc này, một cô gái thanh tú đi vào, nàng ta nhìn Diệp Huyên rồi khẽ mỉm cười. Diệp công tử, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Mời Diệp công tử theo ta vào sân đấu giá. Diệp Huyên cười đáp, được. Nói xong, hắn đứng dậy đi theo cô gái vào sân đấu giá, mà lúc này nơi đây đã có không ít người tụ tập lại. Những người này đa số đều mặc áo bào đen che giấu thân phận, tất nhiên, cũng có một vài người không làm thế. Lúc này, cao quản sự bỗng đi lên đài đấu giá, nàng ta nhìn mọi người ở đây một lượt rồi cười nói, hoan nghênh chư vị tham gia buổi đấu giá của Thương hội Thiên Bảo, buổi đấu giá lần này có tổng cộng 36 món. Lần đấu giá này sẽ được thương hội trích ra 1% lợi nhuận để làm từ thiện. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng thấy hơi kinh ngạc, làm từ thiện. Từ này hắn đã từng nghe Tần Quan nói, mà đây là từ xuất phát từ hệ Ngân Hà. Lẽ nào trong buổi đấu giá thiên bảo này có người hệ Ngân Hà? Trên đài đấu giá, cao quản sự lấy ra một quyển sách cổ dày đặc, cười nói, đây là tâm pháp thần cấp, giá khởi điểm là 1 triệu bà Sa Tinh. Diệp Huyên liếc mắt nhìn, sau đó dựa vào ghế ngồi, hắn không có chút hứng thú nào với mấy món đồ này. Tâm pháp vũ trụ hắn đang tu luyện hiện tại hẳn là tâm pháp cấp bậc cao nhất trong vũ trụ hiện nay rồi. Còn những thứ khác hắn cũng không quan tâm luôn. Bây giờ hắn có nhiều thần vật lắm. Chỉ kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp thôi cũng đã đủ đè bẹp tất cả. Chẳng mấy chốc, cao quản sự lấy ra một chiếc kính cổ xưa, nhìn thấy cái kính này. Tất cả mọi người ở đây đều lên tinh thần ngay. Diệp Huyên liếc mắt nhìn xung quanh, rõ ràng chiếc kính này thu hút rất nhiều sự chú ý. Diệp Huyên hỏi thầm trong lòng, tiểu bút, đó là hàng thật à? Tiểu bút im lặng một lát rồi nói, là hàng thật, bây giờ đang trong trạng thái bị phong ấn. Diệp Huyên hỏi, huynh có thể kích hoạt nó không? Tiểu bút đáp, ta không thể, nhưng cậu thì có thể. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nói thế là sao? Tiểu bút đáp, cậu có đạo ấn có khí tức của chủ nhân, vậy nên cậu có thể kích hoạt nó. Diệp Huyên khẽ gật đầu, thì ra là vậy. Tiểu bút trầm giọng nói, nhất định phải có được thứ này, nó thật sự rất biến thái, là một sự trợ giúp rất lớn đối với cậu hiện tại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Tiền. Hắn thật sự có nhiều lắm. Cao quản sự nhìn xung quanh một lượt rồi cười nói, đạo kính, là đồ vật của đạo môn năm đó để lại. Đạo chủ đạo môn khi ấy đã dùng vật này để chống đỡ hai vị cổ thần. Ta nghĩ mọi người hẳn cũng đã nghe qua câu chuyện này, ta không muốn nói nhiều nữa. Giá khởi điểm, 100 triệu bà Sa Tinh, bước giá không được thấp hơn 10 triệu. 100 triệu. Thật sự rất đắt. Mà thần vật có thể chống lại cổ thần chắc chắn không chỉ dừng lại ở 100 triệu. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trong góc khuất, 200 triệu. 200 triệu. Tất cả mọi người đều cả kinh. Một lần tăng giá đã lên gấp đôi. Mọi người nhìn về góc khuất kia, ở đó có một cô gái mang mặt nạ. Diệp Huyên liếc mắt nhìn cô gái kia, sau đó nói, 210 triệu. Cô gái đeo mặt nạ bình tĩnh hô lên, 300 triệu. Mọi người còn chưa kịp há hốc thì Diệp Huyên đã nói ngay, 310 triệu. Cô gái nói, 400 triệu. Diệp Huyên nói, 410 triệu. 500 triệu. 510 triệu. 600 triệu. 610 triệu. 1 tỷ. 1 tỷ 10 triệu. 1 tỷ 1. Ngay sau khi cô gái hô lên con số 1 tỷ 1, Diệp Huyên không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn cô gái mặt nạ kia. Mẹ kiếp, chẳng lẽ gặp phải phú bà rồi? Tiểu bút bỗng lên tiếng nhắc nhở, tiểu tháp chí ít có thể bán được mấy chục tỷ đấy. Tiểu tháp, mấy chục tỷ. Diệp Huyên lắc đầu cười. Khỏi phải nói, nếu hắn bán tiểu tháp thật thì đừng nói là mấy chục tỷ, sợ là mấy trăm tỷ cũng có người mua. Tiểu bút và tiểu tháp bây giờ đã lên giá lắm rồi. Nghe tiểu bút nói vậy, tiểu tháp cười lạnh hai tiếng, không trả lời. Rõ ràng là bây giờ nó rất có giá trị. Chỉ cần nó không phản bội thì địa vị của nó ở nhà họ Dương tuyệt đối là không ai bằng. Lúc này,
Cao quản sự trên đài đấu giá nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, công tử, còn tăng giá không? Phải thừa nhận là nàng ta có hơi khiếp sợ. Bởi vì nàng không ngờ rằng thanh niên trước mắt này lại có nhiều tiền như vậy. Nghe cao quản sự nói thế, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, 1.2 tỷ. 1.2 tỷ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Đây không phải là một con số thấp. Ở trong góc, cô gái đeo mặt nạ bình tĩnh hô lên, 1.3 tỷ. Diệp Huyên liền nói ngay, 1.4 tỷ. Cô gái đeo mặt nạ nhẹ nhàng nói, 1.5 tỷ. Diệp Huyên trầm mặc. Mẹ kiếp! Gặp phải phú bà hàng thật giá thật rồi. Tuy hắn có nhiều tiền thật, nhưng không phải là cái túi không đáy. Hơn nữa mỗi lần đối phương hô giá đều rất bình tĩnh, rõ ràng là người ta rất có tiền. Nhưng hắn cũng không định cứ từ bỏ dễ dàng như vậy. Diệp Huyên nói, 2 tỷ. 2 tỷ. Mọi người đều sửng sốt. Cao quản sự nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, nụ cười trên mặt cực kỳ tươi. Ở trong góc khuất, cô gái mặt nạ bỗng liếc sang Diệp Huyên, 3 tỷ. 3 tỷ. Mọi người ở đây bắt đầu bối rồi. 3 tỷ đó. Cho dù là một vị cổ thần cũng e là không lấy ra được ngay lập tức. Cô gái này là thần thánh phương nào? Lúc này nụ cười của cao quản sự đã trở thành vẻ nghiêm nghị, thương hội thiên bảo là thương hội lớn nhất lục giới hiện nay, mà cho dù là thương hội thiên bảo thì cũng không thể lôi ra ngay 3 tỷ trong một thời gian ngắn được. Nghĩ tới đây, cao quản sự nhìn đạo kinh trong tay, nàng ta cau mày lại, sở dĩ đem đạo kinh ra bán đấu giá là vì thương hội thiên bảo đã nghiên cứu qua rồi. Đạo kinh này căn bản không thể khởi động được, nói cách khác, với quan điểm của thương hội thiên bảo thì đây chính là một cái kinh vô dụng. Ban đầu họ ước định thứ này cùng lắm là vài trăm triệu, mà bây giờ nó đã lên đến 3 tỷ. Vậy không bình thường. Rõ ràng rằng thương hội của nàng ta đã đánh giá thấp giá trị của đạo kính này, hai người trước mắt này đều có cách khởi động nó. Nghĩ tới đây, nàng ta nhìn xuống chỗ Diệp Huyên, cô gái mặt nạ đã tăng giá đến 3 tỷ, vị Diệp công tử này còn theo không? Bên dưới, Diệp Huyên im lặng. 3 tỷ. Hắn cũng không ngờ đối phương lại tăng giá đến 3 tỷ. Bây giờ hắn chỉ có tổng cộng hơn 3 tỷ bà sa tinh. Hiển nhiên là hắn không theo nổi nữa rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô gái đeo mặt nạ ở trong góc khuất kia, cười nói, ta nể mặt cô nương vậy, chiếc kính đó thuộc về cô. Vẻ mặt mọi người sượng lại. Thằng nhóc này không có tiền thì bảo là không có tiền đi, còn bày đặt nể mặt. Nghe Diệp Huyên nói vậy, cô gái đeo mặt nạ không nhìn được liếc lấy hắn một lần nữa, lông mày hơi nhíu lại. Trên đài đấu giá, cao quản sự đưa mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, Diệp công tử rút ra rồi, còn ai ra giá nữa không? Trong điện, mọi người đều im lặng. Cao quản sự nhìn xung quanh một lượt rồi đưa mắt sang cô gái đeo mặt nạ kia, ta tuyên bố, đạo kính thuộc về vị cô nương này. Nói xong, nàng ta đích thân cầm đạo kính bước chậm rãi đến trước mặt cô gái đeo mặt nạ. Cô gái đeo mặt nạ xòe tay ra. Một chiếc nhẫn chứa đồ đen kịt chậm rãi bay đến trước mặt cao quản sự, cao quản sự liếc nhìn, trên mặt liền nổi lên vẻ hưng phấn, nàng ta cầm nhẫn rồi nói, đa tạ cô nương. Cô gái đeo mặt nạ không phí lời nữa, nhận lấy đạo kính xong là đứng dậy rời đi ngay. Mà khi nàng rời đi còn quay đầu nhìn Diệp Huyên một cái. Diệp Huyên chịu luôn. Nhìn hắn làm gì? Lúc này, cao quản sự đột nhiên nói, buổi đấu giá tiếp tục. Diệp Huyên đã hết hứng thú, nên cũng đứng dậy rời đi. Ngoài điện, Diệp Huyên lắc đầu, đáng tiếc. Tiểu Bút trầm giọng nói, đúng là có chút đáng tiếc. Diệp Huyên cười nói, thôi không sao, sau này gặp chủ nhân huynh thì bảo ông ta tự làm cho ta một cái riêng vậy. Tiểu Bút im luôn. Việc kinh thiên động địa như vậy, nó làm nổi không? Diệp Huyên cười ha ha, sau đó biến mất. Khi trở về thư viện hắn mới thấy nơi đây vắng ngắt, không có lấy một học viên, dù sao bây giờ thư viện Quan Huyên chẳng có chút tiếng tăm nào, nên không ai nguyện ý đến gia nhập cũng đúng. Nhưng hắn không vội, bây giờ mục đích quan trọng nhất là phải tìm các đạo sư giỏi. Mà suy nghĩ của hắn cũng đơn giản thôi, cứ tìm về một đạo sư vô cùng nổi danh về là được. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng đi đến, Diệp Huyên quay sang nhìn, người này mặc một bộ thần bào.
trong tay cầm pháp trượng, trang phục rất giống với đại tế sư. Thần miếu. Người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chào cậu. Diệp Huyên cười nói, các hạ là. Người đàn ông trung niên đáp, ta là đại tế sư mới nhậm chức của thần miếu. Diệp Huyên liền chắp tay trước ngực, chào đại tế sư. Đại tế sư nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, đại tế sư tiền nhiệm đã bị kẻ xấu sát hại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta đã nghe nói. Hừ, đến cả đại tế sư mà cũng dám giết, thế giới này thối nát quá rồi. Mong tang thần hiện hữu, che chở chúng ta. Đại tế sư nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Diệp công tử là một tín đồ trung thành. Diệp Huyên gật đầu, đúng, ta tín ngưỡng tang thần. Đại tế sư khẽ mỉm cười, Diệp công tử, theo ta được biết, đại tế sư tiền nhiệm đã lấy tiền của cậu, đúng không? Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, không phải, là ta tự nguyện quyên giúp thần miếu. Đại tế sư trầm mặc. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, đại tế sư cho rằng cái chết của đại tế sư tiền nhiệm có liên quan đến ta. Đại tế sư khẽ mỉm cười, chúng ta chỉ đang điều tra thôi, khi chưa tìm ra được hung thủ, người nào cũng có khả năng. Diệp Huyên gật đầu, đại tế sư, thứ cho ta nói thẳng, với thực lực của đại tế sư tiền nhiệm, muốn im hơi lặng tiếng giết chết ông ấy chắc chắn không phải chuyện người thường có thể làm được. Thế ông nghĩ thử, có thể là do các cổ thần khác làm không? Các cổ thần khác. Đại tế sư chợt nhíu mày lại. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, khi chưa tra ra được hung thủ, ai cũng có khả năng. Đại tế sư trầm mặc một lát rồi nói, đã làm phiền Diệp công tử rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đưa mắt nhìn đại tế sư, thần miếu này đang nghi ngờ hắn. Diệp Huyên lắc lắc đầu, đang định xoay người rời đi thì bỗng có một cô gái đeo mặt nạ bước từ xa đến. Chính là cô gái đeo mặt nạ ở buổi đấu giá. Nhìn cô gái trước mắt, Diệp Huyên thoạt đầu hơi ngẩn người, sau đó cười hỏi, cô nương tìm ta à? Cô gái đeo mặt nạ nhìn Diệp Huyên, tại sao ngươi lại đấu giá đạo kính? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, vì tò mò. Cô gái đeo mặt nạ, vì tò mò mà bằng lòng bỏ ra 2 tỷ để mua. Diệp Huyên cười hỏi, cô nương tìm ta để làm gì? Cô gái đeo mặt nạ nhìn Diệp Huyên, ngươi là người của đạo môn. Diệp Huyên im lặng. Cô gái đeo mặt nạ bình tĩnh nói, hơn nữa ngươi còn có cách để khởi động đạo kính này, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Cô gái đeo mặt nạ nhíu mày lại. Diệp Huyên lạnh lùng nói, cô nương, cô cứ như đang tra hỏi phạm nhân vậy. Cô có nghĩ đến việc đổi cách nói chuyện khác không? Cô gái đeo mặt nạ im lặng một lát rồi hỏi, ngươi không phải người của đạo môn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn cô gái đeo mặt nạ, không phải. Cô gái đeo mặt nạ nhíu mày lại. Diệp Huyên cười nói, cô nương, cô là người của đạo môn à? Cô gái đeo mặt nạ bình tĩnh đáp, đúng vậy. Đến lượt Diệp Huyên nhíu mày, hắn quan sát cô gái một chút rồi hỏi, không phải đạo môn đã bị diệt rồi sao? Cô gái đeo mặt nạ không nói gì. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, cô nương. Cô gái đeo mặt nạ đột nhiên nói, nếu ngươi là người của đạo môn thì đi với ta đến một chỗ, còn không thì chúng ta coi như chưa từng gặp. Nói xong, nàng ta liền xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng tại chỗ nói thầm trong lòng, tiểu bút, nàng ta có tu luyện tâm pháp đạo môn không? Tiểu bút im lặng một lát rồi khai thật, không biết. Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng trầm mặc một lát rồi cuối cùng vẫn đi theo, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cô gái kia là người của đạo môn thật. Diệp Huyên theo cô gái đeo mặt nạ đi tới một đỉnh núi, Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, nơi này chỉ là một mảnh phế tích. Cô gái đeo mặt nạ hỏi, biết đây là đâu không? Diệp Huyên đáp, từng là đạo môn. Cô gái đeo mặt nạ gật đầu, đúng, bây giờ đã thành phế tích rồi. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn phát hiện, những đạo môn nhằm vào hắn đều có địa vị rất cao, còn những đạo môn không nhằm vào hắn thì đều rất thảm. Nhất là sau khi hắn tiếp quản đạo môn, hắn chưa từng gặp phải đạo môn nào vô cùng mạnh cả, không phải đã xuống dốc thì cũng đã bị diệt. Vớ vẩn thật chứ. Cô gái đeo mặt nạ lại nói, ngươi là người từ thế giới ngoài đến, nói cách khác, ngươi thuộc đạo môn khác đúng không? Diệp Huyên nhìn về phía cô gái đeo mặt nạ, cô là ai?
Cô gái đeo mặt nạ bình tĩnh nói, người của đạo môn. Diệp Huyên lắc đầu, theo ta được biết, đạo môn năm đó đã bị nhóm cổ thần tiêu diệt. Nếu như cô là người của đạo môn, cô không thể sống được. Cô gái đeo mặt nạ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ta có lòng phòng bị với ngươi, cũng như ngươi không tin tưởng ta vậy. Thế nên chúng ta cần phải làm gì đó để tin tưởng lẫn nhau. Diệp Huyên xòe tay ra, đạo ấn xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy đạo ấn, cô gái đeo mặt nạ híp mắt lại, đạo ấn. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Cô gái đeo mặt nạ nhìn Diệp Huyên, ngươi là người được chủ nhân bút đại đạo chọn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đúng vậy. Cô gái đeo mặt nạ đột nhiên cười khẽ, ông ta còn chưa hết hy vọng à. Diệp Huyên cau mày lại, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng chậm rãi bước đến, thấy người này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối lại. Chính là vị đại tế sư kia. Ngoài ra còn có một người phụ nữ xinh đẹp khác. Chính là cao quản sự của Thương hội Thiên Bảo. Cô gái đeo mặt nạ nhìn Diệp Huyên, đoán xem ta là ai. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi trả lời, Tang Thần. Cô gái đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đúng rồi đấy, muốn thưởng không? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, cô cần gì phải bày ra một cái bẫy như thế? Không cần đâu, thật đấy. Cô gái đeo mặt nạ nói, ở địa bàn của ta, giết người của ta, người bình thường tuyệt đối không có lá gan như vậy. Ta cần phải biết thân phận và lai lịch của ngươi. Diệp Huyên cười nói, bây giờ biết rồi chứ. Cô gái đeo mặt nạ gật đầu, thật ra ta cũng có chút bất ngờ, không ngờ rằng chủ nhân bút đại đạo lại giao đạo ấn cho ngươi. Nói rồi, nàng ta chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, ngươi đoán xem, nếu bây giờ ta giết ngươi thì ông ấy có ra tay giúp đỡ không? Diệp Huyên bình tĩnh nói, có lẽ ông ta sẽ giơ ngón cái với cô, sau đó hô một loạt đỉnh đỉnh đỉnh. Chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo sẽ cứu mình sao? Hiển nhiên là không rồi. Tên này còn ước gì mình chết đấy. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tang Thần khẽ cười, vậy ngươi cảm thấy liệu ta có giết ngươi hay không? Diệp Huyên thoáng nhìn Tang Thần, xem ra, ngươi còn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Tang Thần nheo mắt nhìn, có ý gì? Diệp Huyên khẽ thở dài, ta khiêm tốn, không phải bởi vì ta sợ ngươi. Mà là bởi vì ta không muốn giết chóc nhiều, hiểu không? Tang Thần khẽ cười, ngươi cho rằng chủ nhân bút đại đạo sẽ đến cứu ngươi. Muốn cực hay không, ta cực y sẽ không đến cứu ngươi. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Tang Thần, ngươi sống bao lâu rồi? Tang Thần cười nói, trên trăm triệu năm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy đúng là sống đủ rồi. Tang Thần nheo mắt lại, ngươi đang uy hiếp một vị cổ thần sao? Diệp Huyên khẽ cười, nào? Đổi sang nơi khác. Nói xong, hắn chợt ngự kiếm bay lên, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Ánh mắt Tang Thần dần dần lạnh lẽo, ngay sau đó, nàng ta cũng biến mất theo. Trong một hư không nào đó, hai người đối diện với nhau. Tang Thần nhìn Diệp Huyên, đang định nói chuyện, Diệp Huyên bất chợt lật tay phải lên, trong nháy mắt, siêu thời không nơi đây trực tiếp bị hắn gấp lại. Nhìn thấy cảnh này, Tang Thần nhíu mày, ngươi lại có thể dung chuyển siêu thời không? Diệp Huyên không một lời thừa thãi, rút kiếm chém ra một nhát. Vèo. Một luồng kiếm quang phá không bay ra. Tang Thần mặt không biểu cảm, nàng ta mở tay ra, sau đó khẽ quét một phát, trong nháy mắt, vậy mà tốc độ của kiếm quang kia trở nên chậm chạp, ngay sau đó, kiếm quang dần dần bị chôn vùi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nhíu mày lại, hắn cảm giác được siêu thời không nơi này xảy ra thay đổi kỳ lạ. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất. Vèo. Thời không trước mặt Tang Thần đột nhiên vỡ ra, một sợi kiếm quang phá không bay tới. Khóe miệng Tang Thần khẽ cong lên lộ vẻ khinh thường, giơ ngón tay phải ra kẹp lại, cứ thế mà kẹp lấy kiếm thanh huyên của Diệp Huyên, nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng ta bỗng thay đổi dữ dội, lập tức buông ra, nhưng vẫn hơi muộn. Phụt. Hai ngón tay của Tang Thần trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cả người Tang Thần cũng lập tức lùi xa vạn trượng. Đối diện, Diệp Huyên cầm kiếm đứng đó, hắn nhìn Tang Thần, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng quanh người lại tỏa ra kiếm thế cực kỳ đáng sợ. Sau khi dừng lại, Tang Thần nhìn chằm chằm kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, kiếm này của ngươi lại có thể phá thần thể của ta.
trong giọng nói mang theo khó mà tin nổi. Đến loại cấp bậc này, thần vật bình thường đã không cách nào tổn thương cơ thể của nàng ta. Mà thanh kiếm trước mắt lại dễ dàng chặt đứt ngón tay của nàng ta. Nơi xa, Diệp Huyên không một lời nói nhảm, lập tức biến mất khỏi nơi đó, mà trong khoảnh khắc hắn biến mất kia, Tang Thần đột nhiên bước lên trước một bước, sau đó chợt tung ra một cú đấm. Cú đấm này vừa tung ra, toàn bộ tinh không xung quanh trực tiếp bị bóp méo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cú đấm này mang theo vô số sức mạnh thời không ám giới. Nhưng mà, kiếm của Diệp Huyên vẫn dễ dàng phá vỡ sức mạnh thời không ám giới. Ầm ầm. Kèm theo kiếm quang bộc phát, Tang Thần lại lùi xa mấy ngàn trượng. Mà thời không ám giới xung quanh đều bị kiếm này của Diệp Huyên cắt đứt. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tang Thần vừa dừng lại kia tức khắc trở nên vô cùng khó coi, đây rốt cuộc là kiếm gì? Diệp Huyên cầm kiếm bước chậm về phía Tang Thần, muốn biết. Nhưng ta không nói cho ngươi biết đấy. Tang Thần nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giây phút này, nàng ta đã có cảm giác bất an. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vèo. Nơi đây, một sợi kiếm quang chợt lóe. Trong nháy mắt, thời không hiện hữu, siêu thời không và thời không ám giới lập tức bị xé rách. Nơi xa, Tang Thần mở bàn tay ra, ngay sau đó, toàn bộ thời không ám giới bỗng nhiên rung động kịch liệt, tiếp đó, sức mạnh thời không ám giới vô cùng vô tận hệt như thủy triều ập về phía nàng ta. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đến rồi. Trong mắt Tang Thần lóe vẻ tàn ác, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Ầm ầm. Bất thình lình, vùng thời không hiện hữu này trực tiếp hóa thành cho tàn. Mà lần này, Diệp Huyên lùi liên tục mười mấy vạn trượng, khi hắn dừng lại, khóe miệng tràn ra vệt máu tươi. Sức mạnh thời không ám giới. Sức mạnh kinh khủng này, cho dù là hắn của bây giờ cũng khó mà ngăn cản. Nơi xa, Tang Thần nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Nàng ta giơ tay phải ra, chỉ thoáng chốc, vô số sức mạnh thời không ám giới lại tuôn ra. Mà lúc này, Diệp Huyên chợt nói, ám giới chủ ở đâu? Ám giới chủ. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tang Thần nhíu mày lại, mà lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người tới chính là ám giới chủ. Ám giới chủ cúi thấp người thi lễ với Diệp Huyên, run giọng nói, Diệp thiếu. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, sao vậy, người chướng mắt ta sao? Sắc mặt ám giới chủ lập tức thay đổi, gã vội nói, Diệp thiếu, cứ gì lại nói lời này? Diệp Huyên nhìn chằm chằm ám giới chủ, người đang giúp người phụ nữ này. Ám giới chủ cười gượng, Diệp thiếu, người nghĩ oan cho ta rồi. Ta không hề giúp đỡ nàng ta, là bản thân nàng ta tu luyện được sức mạnh ám giới này, không liên quan gì đến ta, dựa vào pháp tắc vũ trụ mà chủ nhân đặt ra. Nàng ta có thể thu hoạch được sức mạnh thời không ám giới thông qua tu luyện của bản thân. Diệp Huyên nhìn ám giới chủ, từ giờ trở đi, không được sự cho phép của ta, người ngoài không được tu luyện sức mạnh ám giới. Hả? Ám giới chủ sửng sốt. Diệp Huyên bình thản nói, có vấn đề gì không? Chuyện này. Ám giới chủ cực kỳ khó xử, Diệp thiếu ta. Diệp Huyên thản nhiên nói, được hay không cứ nói một câu. Nếu như không được, vậy ngươi nghỉ việc đi. Đổi người khác đến làm ám giới chủ. Sắc mặt ám giới chủ lập tức thay đổi, gã vội vàng nói, được, Diệp thiếu nói cái gì thì chính là cái đó, ta nghe theo Diệp thiếu. Gã cũng không cho là Diệp thiếu trước mắt này đang dọa gã. Mẹ nó. Chưa nói đến việc Diệp thiếu này nắm giữ đạo ấn, là người chủ nhân bút đại đạo đích thân chọn lựa, mà muội muội của Diệp thiếu này cũng vô cùng khủng bố. Nếu mình bị xử lý, 89 phần 10 là chủ nhân bút đại đạo sẽ không báo thù cho mình. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nghe thấy lời của ám giới chủ, Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn thoáng nhìn Tang Thần nơi xa, từ giờ trở đi, đừng cho nàng sử dụng sức mạnh thời không ám giới nữa. Ám giới chủ gật đầu, vâng. Nói xong, gã vung tay áo lên, trong nháy mắt, sức mạnh thời không ám giới xung quanh Tang Thần đột nhiên rút đi giống như thủy triều. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tang Thần chợt híp mắt lại, không thể không nói, lúc này nàng ta thật sự khiếp sợ. Tất nhiên nàng ta biết ám giới chủ, đây chính là một vị đại năng quản lý thời không ám giới, cho dù là những cổ thần bọn họ cũng không dám tùy tiện dụng chạm. Mà giờ khắc này, đứng trước mặt Diệp Huyên,
vị đại lão này lại cung kính như vậy, hơn nữa còn khom lưng uốn gối, nghe theo răm rắp. Chuyện này không bình thường. Không bình thường nhất chính là, ám giới chủ này còn phong ấn sức mạnh thời không ám giới của mình. Tang thần nhìn về phía ám giới chủ, các hạ, ngươi làm như vậy là vi phạm pháp tắc vũ trụ. Sắc mặt ám giới chủ không thay đổi, bây giờ toàn bộ quyền giải thích đều thuộc về Diệp công tử, nếu ngươi có nghi ngờ, xin hỏi Diệp công tử. Diệp công tử. Tang thần nhìn về phía Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên bình tĩnh, đừng lắm lời. Nào, đánh tiếp. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Vèo. Nơi đây, một sợi kiếm quang hệt như sấm sét chợt lóe lên. Tang thần nheo mắt lại, nàng ta phất tay áo, một luồng sức mạnh đáng sợ từ trong tay áo nàng ta tuôn ra. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ vang rền, cả người Tang thần lập tức bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng, mà khi nàng ta vừa dừng lại, Diệp Huyên lại lao đến. Sắc mặt Tang thần tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Không có sức mạnh thời không ám giới, nàng ta đã không cách nào ngăn chặn Diệp Huyên. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ vang dội đinh tai nhức óc, Tang thần lại bị đánh bay, ngay sau đó, Diệp Huyên lại tiếp tục xông đến. Cứ như vậy, cùng với một lần lại một lần tấn công mãnh liệt của Diệp Huyên, Tang thần kia dần dần bị áp chế, nhưng rất nhanh, Diệp Huyên cau mày lại, bởi vì hắn phát hiện, Tang thần trước mắt ngày càng hư ảo. Lúc này, Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn Tang thần trước mặt, ngươi không phải bản thể. Không thể không nói. Lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bởi vì hắn không phát hiện ra, người phụ nữ đánh nhau với hắn lâu như vậy lại không phải là bản thể. Tang thần nhìn thân thể bản thân dần dần mờ ảo, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người bản lĩnh lắm mà. Diệp Huyên khua khua kiếm Thanh Huyên, sau đó nói, bản thể của ngươi ở nơi nào? Khóe miệng Tang thần lộ vẻ khinh thường, sao vậy, còn muốn giết bản thể của ta? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía ám giới chủ, ta giết bản thể của nàng ta có khó lắm không? Ám giới chủ do dự chốc lát, sau đó nói, nếu Diệp thiếu mang theo lệnh muội, vậy chắc chắn là không có bất kỳ khó khăn gì. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, chỉ có một mình ta. Ám giới chủ im lặng, không nói thêm lời nào. Nói không có vấn đề. Lỡ như Diệp thiếu này đi rồi xảy ra chuyện, vậy không phải mình xong đời rồi sao? Nói có vấn đề. Vậy chẳng phải là không giữ thể diện cho Diệp thiếu. Không nói vẫn tốt hơn. Thấy ám giới chủ im lặng, Diệp Huyên nhếch miệng, sau đó nhìn về phía Tang thần, nếu đã không phải bản thể, vậy không thú vị rồi. Tang thần thoáng nhìn ám giới chủ, sau đó nói, ta thật không ngờ, ám giới chủ ngươi lại dính vào tranh đấu thế tục, ta hy vọng ngươi có thể gánh vác hậu quả này. Ám giới chủ lạnh lùng nhìn Tang thần, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tang thần cười khẩy, phải thì như thế nào? Sắc mặt ám giới chủ bình tĩnh như thường, ngươi thấy ta có quan tâm không? Diệp Huyên lập tức đen mặt, hắn còn tưởng là tên này muốn đánh đối phương đấy. Không ngờ chỉ phản bác một câu như vậy. Tang thần lạnh lùng nhìn ám giới chủ, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên, chờ thần phạt đi. Nói xong, thân thể nàng ta bỗng mở đi. Mà lúc này... Cao quản sự và đại tế sư đứng xem chiến đấu ở bên cạnh cũng muốn rời đi, nhưng Diệp Huyên bất chợt nói, ta cho các ngươi đi rồi sao? Cao quản sự nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng đề phòng, ta chính là người của Thương hội Thiên Bảo. Diệp Huyên nhìn về phía ám giới chủ, Thương hội Thiên Bảo lợi hại không? Ám giới chủ bình tĩnh nói, rác rưởi. Diệp Huyên giơ tay chém một nhát, vèo, cái đầu xinh đẹp của cao quản sự kia lập tức bay ra ngoài. Mà lúc này, ám giới chủ đột nhiên bổ sung, rác rưởi đối với lệnh muội. Diệp Huyên im lặng, đệt. Đương nhiên, Diệp Huyên cũng không sợ. Giết thì giết. Thương hội Thiên Bảo. Nếu đối phương không phục, vậy thâu tóm nó luôn. Tên đại tế sư còn lại muốn trốn nhưng theo Diệp Huyên chém ra một kiếm là đã bị xóa sổ. Bên cạnh, ám giới chủ ngó Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên bỗng hỏi. Hồi đó là lục thần diệt đạo môn hả? Ám giới chủ lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhìn về phía ám giới chủ, gã cười khổ nói, Diệp công tử, ta chỉ phụ trách thời không của ám giới. Ngoài ra, đều không nằm trong sự quản lý của ta.
Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ám giới chủ trần chờ rồi nói, bản thể của người phụ nữ ban nãy rất mạnh. Diệp Huyên cười hỏi, ta không đánh lại hả? Ám giới chủ ngẫm nghĩ rồi đáp, không dễ đối phó. Gã cực kỳ uyển chuyển nói. Diệp Huyên cười, cảm ơn nhắc nhở. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Ám giới chủ thấy Diệp Huyên rời đi mới liếc nhìn xung quanh, lắc đầu. Gã biết, hơi sơ suất tí thôi sợ rằng thiên bộ giới này sẽ xong phim. Diệp Huyên trở về thư viện Quan Huyên. Tiểu Dung nhìn Diệp Huyên trước mặt hỏi, người vừa đánh một trận với Tang Thần hả? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Dung lại ngó Diệp Huyên, không lừa ta. Diệp Huyên cười, không có. Tiểu Dung im lặng. Diệp Huyên cười, cô có thể đi rồi. Tiểu Dung lại lắc đầu, đã không còn kịp rồi. Nếu ngươi xảy ra chuyện thì Tang Thần sẽ không bỏ qua cho ta và gia tộc của ta. Diệp Huyên cười bảo, vậy cô đi theo ta lăn lộn giang hồ đi. Tiểu Dung liếc Diệp Huyên, ta còn có lựa chọn khác sao? Diệp Huyên cười ha ha, hình như không. Tiểu Dung trầm giọng nói chuyện chính đi, ta đã tuyển được 72 đạo sư cho thư viện, nhưng đều là văn viện. Còn võ viện thì ta không có tuyển. Diệp Huyên gật đầu, được. Tiểu Dung lại nói, người xảy ra xung đột với Tang Thần, nếu người ngoài mà biết thì chắc chắn sẽ không dám đến thư viện chúng ta. Trừ khi ngươi lật đổ sự thống trị của nàng ta đối với Tang giới. Diệp Huyên bình tĩnh nói, vậy lật đổ đi. Tiểu Dung gật đầu, được. Diệp Huyên cười bảo, hình như ngươi rất có lòng tin với ta. Tiểu Dung khẽ lắc đầu, ta không còn lựa chọn nào khác. Diệp Huyên cười rồi nói, chuyện của thư viện giao cho cô, ta muốn tu luyện một chút. Hắn nói xong bèn tiến vào tiểu tháp. Tiểu Dung đứng tại chỗ khẽ thở dài, đây coi như là leo lên thuyền giặc rồi. Nàng ta cảm thán xong bèn xoay người rời đi. Nói không sợ là giả vì kia chính là Tang Thần đó. Một trong sáu đại cổ thần. Song cũng giống như lời nàng ta đã nói, Tiểu Dung hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Giờ đây, nàng ta chỉ có thể tiếp tục đi theo Diệp Huyên. Thực ra, nàng ta cũng có chút muốn trốn chạy. Không chạy là vì Diệp Huyên thật sự trả rất nhiều tiền, hơn nữa còn cực kỳ rộng lượng. Bên trong tiểu tháp, Diệp Huyên thời không nơi đây mà hết sức tò mò. Thời không trong đây đã được Thanh Nhi cải tạo, là một cái thời không đặc biệt, ngay cả hư thời không cũng không bằng nổi. Có điều, dù là hắn cũng không hiểu rõ nó. Diệp Huyên chỉ biết nó không có hại với mình, nhưng nếu không có sự đồng ý của hắn và tiểu tháp thì người ngoài tiến vào sẽ lập tức bị xóa sổ. Diệp Huyên bỗng nảy ra một kế. Nếu lừa Tang Thần kia vào đây thì chẳng phải có thể tiêu diệt đối phương mà không tốn bao nhiêu công sức sao? Diệp Huyên nghĩ vậy lập tức cảm thấy suy nghĩ ấy khá được. Một lát sau, Diệp Huyên khoanh chân ngồi xuống đất, tĩnh khí ngưng thần rồi bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, hắn tu luyện kiếm đạo nhân gian. Theo thời gian trôi qua, kiếm ý nhân gian của hắn lại mạnh hơn trước rất nhiều. Chẳng những vậy, giờ nó thật sự là vô cùng vô tận. Cũng có thể nói là chỉ cần vũ trụ Quan Huyên mãi mãi trường tồn thì kiếm ý nhân gian của hắn sẽ không bao giờ biến mất. Trên đời có tín ngưỡng thì kiếm ý nhân gian sẽ vĩnh viễn tồn tại. Còn cảnh giới, giờ hắn đã hoàn toàn từ bỏ nó. Khác với trước đây, lần này Diệp Huyên thật sự không tu cảnh giới, không dựa theo bộ quy tắc của chủ nhân bút đại đạo nữa. Diệp Huyên thấp thoáng cảm thấy chính mình sắp nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, hoàn toàn đạt tới trình độ của tam kiếm. Cũng không biết có phải ảo giác của hắn không nữa. Hiện trường, kiếm ý nhân gian ngày càng dày đặc, chúng giống như những cơn lốc quay xung quanh Diệp Huyên. Kiếm ý và kiếm thế khủng bố tràn ngập đất trời khiến người ta run sợ. Đúng lúc này, Diệp Huyên chậm rãi mở tay phải ra. Thoáng chốc, một thanh kiếm do kiếm ý nhân gian biến thành lập tức ngưng tụ. Chẳng mấy chốc, những luồng kiếm ý xung quanh cũng hóa thành vô số thanh kiếm nhân gian, xung quanh lập tức xuất hiện gần trăm vạn thanh kiếm. Mà trăm vạn thanh kiếm nhân gian kia lại giống như là một thể với suy nghĩ của hắn. Bấy giờ, bút đại đạo bỗng nói, cậu có thể sử dụng tâm pháp vũ trụ rồi lấy nó để điều khiển kiếm ý nhân gian. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó trực tiếp sử dụng tâm pháp vũ trụ. Thoáng chốc, thần thức của hắn lập tức bao phủ thế giới trong tiểu tháp. Chẳng những vậy,
hắn còn phát hiện khi mình sử dụng tâm pháp vũ trụ thì những thanh kiếm nhân gian kia cũng trở nên có chút đặc biệt. Bút đại đạo trầm giọng nói, bất cứ một thế giới nào cũng có quy tắc và quỹ tích vận hành. Tâm pháp vũ trụ kia có một điểm đặc biệt chính là có thể khiến người hòa hợp làm một thể với toàn bộ vũ trụ, không bị nó bài xích. Trong tình huống đó, mọi năng lực ở các khía cạnh của cậu cũng sẽ được tăng lên một mảng lớn. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế thật. Phải công nhận rằng tâm pháp vũ trụ kia đúng là có hơi biến thái. Còn có thần thông kia, khả năng chữa khỏi có nó quả thật là nghịch thiên. Bút đại đạo tiếp tục nó, và lại, ta cảm thấy nếu cậu muốn mạnh lên thì phải không ngừng khiêu chiến giới hạn của mình. Không thì, loài người như cậu tu luyện muốn sẽ rất chậm. Diệp Huyên nặng nề hỏi, làm sao để gia tăng giới hạn của mình? Bút đại đạo đáp, đừng có gọi muội muội nữa. Diệp Huyên hỏi, nếu đối phương chơi xấu, đánh hội đồng thì sao? Bút đại đạo im lặng một lát mới đáp, cậu có thể thử không gọi người rồi dùng nó để xem giới hạn của mình đến đâu. Tin ta đi, khi cậu không ỷ lại vào người ngoài thì lúc ấy cậu mới có thể được coi là kiếm chủ nhân gian chân chính. Hơn nữa, thực lực bây giờ của cậu đã rất mạnh, nhưng cậu không thấy mình thiếu cái gì hả? Diệp Huyên cau mày, thiếu cái gì? Bút đại đạo nói, độc lập. Diệp Huyên im lặng. Bút đại đạo trầm giọng bảo, cậu có thể thử dồn ép bản thân xem thử giới hạn của mình ở đâu. Diệp Huyên cười nói, được thôi. Phải công nhận rằng giờ đây hắn cũng muốn xem thử giới hạn của mình đến đâu. Vì Diệp Huyên biết tiểu bút nói rất đúng. Hồi đó, khi ở Thanh Thành thì sau mỗi trận chiến sống còn, hắn đều có thể hiểu ra điều mới giống như đạt được một cuộc sống mới. Cái cảm giác ấy rất tuyệt. Còn giờ... Diệp Huyên đã rất lâu rồi không trải nghiệm được cảm giác ấy. Bút đại đạo bỗng dưng nói, phương pháp gấp của cậu xem như là chiêu mạnh nhất trong số những gì cậu có. Song, ta cảm thấy cậu có thể dung hợp nó với huyết mạch chi lực và kiếm ý nhân gian của mình. Sau đó, dùng tâm pháp vũ trụ làm trung tâm, kết hợp bốn thứ đánh ra một kiếm mạnh nhất. Diệp Huyên gật đầu, trước đó, ta cũng có suy nghĩ ấy. Nhưng mà, nó rất phí đầu óc. Bút đại đạo lại bảo, cậu xem nhẹ một chuyện rồi. Diệp Huyên khó hiểu, chuyện gì? Bút đại đạo trầm giọng đáp, là kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên của cậu được thiên mệnh đại nhân cải tạo nên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà chuyện cậu xem nhẹ chính là mình có thể hòa hợp làm một thể với nó. Kiếm Thanh Huyên là cậu cũng là kiếm Thanh Huyên. Giờ đây, cậu có thể thử dung hợp với kiếm Thanh Huyên rồi dùng nó làm môi giới thôi thúc sức mạnh của bản thân. Diệp Huyên cau mày, vậy cũng được hả? Bút đại đạo nói, có thể thử xem. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn nói xong bèn mở tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, dần dà, kiếm Thanh Huyên bắt đầu run lên. Chỉ thoáng chốc, hắn đã mở mắt ra, bên trong tràn ngập vẻ phấn khích. Khi hắn và kiếm Thanh Huyên hòa hợp làm một thì phát hiện thần hồn mình vậy mà lại tăng lên mấy lần. Chẳng những vậy, Diệp Huyên còn phát hiện nếu dung hợp kiếm Thanh Huyên vào người thì hắn cũng sẽ có sức phòng ngự của nó. Thật sự trở thành người cũng là kiếm, kiếm cũng là người. Song, lại có một điểm yếu chí mạng. Đó chính là trạng thái ấy không thể kéo dài quá lâu. Bởi vì sự khủng bố của kiếm Thanh Huyên vượt xa bản thân hắn. Diệp Huyên và nó dung hợp thì thần hồn sẽ không chịu nổi. Điều đó giống như là một người bỗng dưng rượu bia quá độ. Tuy ăn vào trong người, nhưng bản thân lại không chịu nổi nên thoáng chốc không tiêu hóa được. Kiếm Thanh Huyên và hắn là một thể, nhưng cũng là hai thể độc lập. Mà Thanh Nhi lại tăng lên kiếm Thanh Huyên nên khi Diệp Huyên chọn cách dung hợp với nó thì sẽ không thể kéo dài quá lâu. Đương nhiên, nhiều đó cũng đã đủ với Diệp Huyên rồi. Vì sau khi hoàn toàn dung hợp với kiếm Thanh Huyên, hắn tương đương với tiến vào một trạng thái vô địch. Phòng ngự vô địch, các mặt khác đều vô địch. Có thể mặc sức thi triển ra một kiếm mạnh nhất của mình. Bấy giờ, Bút Đại Đạo lại nói, thực ra, ngoài việc hòa hợp làm một với kiếm Thanh Huyên thì cậu còn có thể dung hợp với Tiểu Tháp. Diệp Huyên nghe vậy khẽ cau mày. Bút Đại Đạo nói tiếp, đương nhiên, giờ cậu vẫn không được vì trong Tiểu Tháp có thời không đặc biệt kia. Hiện nay, cậu vẫn không thể chịu nổi nó. Nhưng sau này lại khác, lúc ấy cậu coi như hòa hợp làm một với thời không đó. Thậm chí có thể thông qua Tiểu Tháp thi triển sức mạnh của nó, có được một loại năng lực biến thái hoàn toàn mới.
Diệp Huyên cười bảo, tiểu bút, huynh biết nhiều ghê, nhưng sao trước đây lại không nói gì hết. Bút đại đạo im lặng một lúc mới nói, cậu cũng đâu có hỏi. Diệp Huyên cười hỏi, vậy sao lần này lại chủ động nói? Bút đại đạo bình tĩnh đáp, cậu mạnh lên thì với ta cũng là một chuyện tốt. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Bút đại đạo khẽ thở dài, ta coi như hiểu rồi. Chủ nhân đã theo đuổi một thứ gì đó cao hơn, mọi thứ trong quá khứ kể cả đạo môn đều đã không còn quan trọng với y nữa. Tiểu tháp bỗng hỏi, thế nên, người muốn đổi chủ nhân? Bút đại đạo lặng thinh một lúc mới nói, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng lần sau cậu gặp thiên mệnh đại nhân thì có thể cải tạo ta một chút không? Ta cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần có thể phá hủy tiểu tháp này là được. Tiểu tháp. Phá tiểu tháp. Diệp Huyên lắc đầu cười. Tiểu bút này và tiểu tháp coi như hoàn đối đầu nhau rồi. Có điều, hắn vẫn chưa định để cho Thanh Nhi cải tạo tiểu bút vì tên kia còn chưa đưa ra được lựa chọn dứt khoát. Về mặt trung thành, Diệp Huyên chắc chắn sẽ chọn tin tưởng tiểu tháp. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục cảm nhận kiếm Thanh Huyên. Khi hắn lựa chọn hòa hợp làm một với kiếm Thanh Huyên thì Diệp Huyên đã phát hiện ra một thế giới mới. Mà giờ, hắn bắt đầu dốc hết những gì mình có dung hợp thành một kiếm. Phương pháp gấp. Tâm pháp vũ trụ. Huyết mạch chi lực. Kiếm ý nhân gian. Khi bốn chiêu kia hợp làm một thì sức mạnh của nó, dù là hắn cũng phải chấn động. Cái cảm giác vô địch kia lại trở về. Đương nhiên, hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Mấy năm gần đây, Diệp Huyên cũng không quên mình thường xuyên sướng không quá 3 ngày. Quỷ biết lần này có thể sướng mấy ngày. Hôm nay, Diệp Huyên đang tu luyện thì bỗng cau mày. Kế tiếp, hắn rời khỏi tiểu tháp đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, Tiểu Dung đã xuất hiện trước mặt hắn nói, có người đến đây. Diệp Huyên cười nói, để ta giải quyết. Tiểu Dung gật đầu rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn cách đó không xa. Cửa đại điện bỗng bị mở ra, sau đó một cô gái chậm rãi bước vào. Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng, không dính một hạt bụi, mái tóc đen dày xõa tung sau lưng nhưng cũng chẳng hề rối. Đôi mắt của nàng ta rất lớn, giống như ngôi sao lấp lánh mê người. Diệp Huyên nhìn cô gái chỉ cười mà không nói gì. Nàng ta chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, mỉm cười nói, Diệp công tử, ta là hội trưởng thương hội Thiên Bảo. Ngươi có thể gọi ta A Bảo. Lần này đến đây là muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. A Bảo đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống nói, Diệp công tử, cao quản sự cấp dưới của ta và Tang Thần bắt tay tạo ra một cái bẫy nhằm vào Diệp công tử. Đối với chuyện này, ta muốn nói rõ một chút là chuyện này chỉ là hành động cá nhân của nàng ta, không liên quan gì đến Thương hội Thiên Bảo hết. Diệp Huyên cười hỏi, A Bảo cô nương, nếu ta không cho rằng như thế thì sao? A Bảo nhìn thẳng vào Diệp Huyên nói, trước khi ta đến, ta cho rằng Diệp công tử sẽ cho là như thế. Dù sao, bớt đi một kẻ địch cũng là tốt mà đúng không? Diệp Huyên lắc đầu cười, A Bảo cô nương, nói thật, ta vẫn đang chờ, chờ Thương hội Thiên Bảo trả thù. A Bảo nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn A Bảo nói, cao quản sự và Tang Thần thiết kế bẫy hại ta, mà nàng ta lại là người của Thương hội Thiên Bảo. Người nói một câu đã muốn phủi sạch quan hệ. Hơi bị khó hiểu đấy. A Bảo mỉm cười, vậy thì, Diệp công tử chọn là địch với Thương hội Thiên Bảo ta rồi. Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước mặt A Bảo, nhìn thẳng vào nàng ta nói, đầu tiên, ngươi phải hiểu một chuyện đó là Thương hội Thiên Bảo của ngươi nhằm vào ta trước. Mà giờ, ngươi lại tới bảo với ta rằng chuyện này không liên quan gì đến Thương hội Thiên Bảo, còn làm ra vẻ bố thí, cho rằng Diệp Huyên ta nên mang ơn. Hắn nói xong, khẽ cười một tiếng hỏi, ngươi cho rằng mình là ai? A Bảo còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Huyên bỗng dưng vung tay lên, một luồng kiếm quang bắn ra. A Bảo thoáng chốc bị đánh bay ra ngoài điện. Diệp Huyên lạnh lùng liếc A Bảo, cút. A Bảo liếc Diệp Huyên nói, Diệp công tử, ngươi sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Bấy giờ... Tiểu Dung mới đi ra từ một bên. Nàng ta trầm giọng nói, Thương hội Thiên Bảo kia. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Dung cười bảo, không sao, mọi chuyện có ta. Tiểu Dung trần chờ một lát rồi gật đầu, được rồi.
Nàng ta nói xong bèn rời đi. Diệp Huyên thong thả đi ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn chân trời. Sau trận chiến ngày hôm đó, Tang Thần vẫn im hơi lặng tiếng. Điều này có chút không bình thường cho lắm. Nhưng hắn biết chẳng bao lâu nữa, đối phương chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Cần gì phải chờ? Diệp Huyên bỗng cười ha ha, trực tiếp ngự kiếm bay lên rồi biến mất nơi chân trời. Hắn cũng không thích ngồi chờ chết. Chủ động xuất kích. Bên dưới, Tiểu Dung nhìn Diệp Huyên biến mất nơi chân trời, vẫn do dự có cần bỏ chạy hay không. Cuối cùng, nàng ta vẫn quyết định đợi thêm chút nữa. Lỡ hắn thắng thì sao? Nếu Diệp Huyên thắng Tang Thần, vậy chẳng khác nào mở ra một thời đại mới. Tang Thần miếu trong Tang giới có tổng cộng hơn 10 vạn tòa, chúng chịu trách nhiệm quản lý Tang giới cho Tang Thần. Mà hắn ta thì lại ở tại Điện Thần Linh trong truyền thuyết. Lần này, Diệp Huyên đi thẳng tới Điện Thần Linh. Vừa đến Điện Thần Linh đã có một khí tức khủng bố khóa hắn lại. Ngay sau đó, chân trời bỗng xuất hiện một người khổng lồ cao 100 mét, hai tay cầm búa lớn giống như một ngọn núi nhỏ rũ mắt nhìn xuống Diệp Huyên, giọng nói to như sấm con kiến, đây là Điện Thần Linh Tang Thần, còn chưa cút. Diệp Huyên liếc người khổng lồ rồi bỗng dưng biến mất khỏi tại chỗ. Vèo. Theo tiếng kiếm ngân vang vọng, một luồng kiếm quang phóng lên cao. Người khổng lồ kia thấy Diệp Huyên thế mà vẫn ra tay thì lập tức giận không thể át, cầm hai cái bùa đập mạnh xuống. Cú đập ấy khiến cả đất trời chia lìa, biến thành một cái mạng nhện. Rắc, rắc, đúng lúc này, sau hai tiếng vỡ vụn, hai cây búa trong tay người khổng lồ lập tức nổ tung. Không có gì là kiếm Thanh Huyên không phá nổi. Người khổng lồ thấy hai cái búa của mình trực tiếp nổ tung, lập tức trợn to mắt, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Mà giây tiếp theo, đã có một thanh kiếm chém ngang qua cổ gã. Phụt! Một cột máu tươi phun ra, đầu của người khổng lồ kia thoáng chốc bay ra ngoài. Diệp Huyên cất kiếm, đi về phía Điện Thần Linh ở phía xa. Song lúc này, xung quanh bỗng xuất hiện hơn 10 luồng khí tức khủng bố. Diệp Huyên mặt mày lạnh nhạt, cầm kiếm Thanh Huyên thong thả đi về phía Điện Thần Linh. Bấy giờ, có một giọng nói bỗng vang lên từ sâu trong Điện Thần Linh, để hắn tiến vào. Các cao thủ xung quanh nghe vậy lập tức lùi lại. Một lát sau, Diệp Huyên đã đi đến trước một quảng trường, cách đó không xa, một pho tượng đứng sừng sững. Kia chính là tượng của Tang Thần. Đằng sau nó là Điện Thần Linh. Lúc này, Tang Thần chậm rãi đi ra từ trong Điện Thần Linh. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, người đúng là lợi hại đấy, không ngờ lại tìm đến cửa. Phải công nhận rằng, người đúng là gan đó. Diệp Huyên cười, ta đây không thích dề dà, đã có thủ thì phải báo ngay. Hắn nói xong bèn nhắm mắt lại. Thoáng chốc, trong người Diệp Huyên chợt phát ra một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ. Kiếm ý nhân gian. Nhưng đó vẫn chưa hết, ngay khi kiếm ý nhân gian xuất hiện, huyết mạch chi lực của hắn cũng hiện lên theo. Huyết mạch chi lực. Phút chốc, kiếm ý nhân gian lập tức trở nên đỏ như máu. Tang Thần nhìn Diệp Huyên trước mặt mà mặt mày vẫn hết sức lạnh nhạt, chậm rãi mở tay phải ra. Sau đó, một thanh trường thương màu vàng chợt xuất hiện trong tay nàng ta. Im lặng khoảng một giây, kế tiếp Tang Thần bỗng biến mất khỏi tại chỗ. Hiện trường, thời không lập tức biến thành một vùng đen kịt. Ngay sau đó, một thanh trường thương màu vàng đã đâm tới trước mặt Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên bỗng mở mắt ra rồi cầm kiếm chém mạnh xuống. Kiếm quang bùng nổ, Diệp Huyên trực tiếp lùi ra sau ngàn trượng, mà Tang Thần cũng lùi lại tại chỗ. Khi nàng ta dừng lại, thanh trường thương màu vàng trong tay đã ầm ầm vỡ vụn, hóa thành cát bụi. Tang Thần thấy vậy thì híp mắt, thả tay ra rồi bỗng bước lên trước một bước, đấm ra một quyền. Trên nắm tay bay ra vô số văn tự thần bí. Đằng xa, Diệp Huyên nhếch mép cười, cũng bước lên trước chém mạnh xuống một kiếm. Vèo. Kiếm quang chợt bùng nổ. Vô số kiếm quang thoáng chốc vỡ vụn, Diệp Huyên lại lùi ra sau. Mà trong quá trình hắn lùi lại, Tang Thần bỗng mở tay phải ra rồi đột nhiên nắm chặt lại. Đùng. Thoáng chốc, xung quanh lập tức chìm trong bóng tối. Thời không ám giới. Sau khi cả hai tiến vào thời không ám giới, Tang Thần không có sử dụng sức mạnh thời không trong đây. Vì nàng ta biết,
có ám giới chủ giúp đỡ thì mình hoàn toàn không thể điều động thời không chi lực của ám giới. Lần này, nàng ta muốn điều động hư thời không chi lực. Tang Thần mở tay ra, thời không ám giới lập tức rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, từng luồng hư thời không chi lực bỗng dưng điên cuồng tràn vào thời không ám giới. Trong tối, sắc mặt ám giới chủ lập tức trở nên hết sức khó coi. Đây là sự áp chết của thời không duy độ. Giờ phút này, ông ta biết mình đã đánh giá thấp vị Tang Thần kia. Ám giới chủ nghĩ vậy nhìn về phía Diệp Huyên ở đằng xa, trong lòng không khỏi có hơi lo lắng. Thực lực bản thể của Tang Thần đã vượt xa sự suy đoán của ông ta. Bên trong thời không ám giới, hư thời không chi lực càng ngày càng nhiều, cả ám giới đã có chút không chịu nổi, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Thời không ám giới đã sắp không chịu nổi hư thời không chi lực. Giờ phút này, Diệp Huyên cũng cảm nhận được nguy hiểm, vẻ mặt chợt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên phấn khích. Càng nguy hiểm, càng kích thích. Tay phải nắm chặt kiếm Thanh Huyên, huyết mạch phong ma trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, vô vàn kiếm ý nhân gian cũng cuồn cuộn ập đến từ bốn phương tám hướng. Bấy giờ, Tang Thần bỗng nói, để cho ta xem rốt cuộc thì người yêu nghiệt cỡ nào. Nàng ta vừa dứt lại thì chợt vung tay phải lên. Thoáng chốc, hư thời không chi lực trong sân giống như thủy triều ập về phía Diệp Huyên. Nơi nó đi qua, thời không ám giới trực tiếp biến mất từng chút một. Đằng xa, Diệp Huyên chợt mở tay ra, điên cuồng gấp siêu thời không. Cùng lúc đó, tâm pháp vũ trụ cũng được hắn khởi động. Vô cùng vô tận kiếm ý nhân gian và huyết mạch chi lực cũng không ngừng xuất hiện trong sân. Lúc này, Diệp Huyên bỗng dưng biến mất. Dốc hết sức lực đánh ra một kiếm. Một kiếm ấy vừa xuất hiện, thời không ám giới thế mà lập tức sụp đổ. Cứng trọi cứng. Khi hai sức mạnh ấy va chạm vào nhau, toàn bộ thời không ám giới thoáng chốc hóa thành hư vô. Từng luồng sóng xung kích khủng bố lập tức lan ra xung quanh như thủy triều. Lực lượng khủng bố trực tiếp khiến cho cả thiên bộ giới cũng chấn động một cách kịch liệt giống như xảy ra động đất, làm người ta sợ đến cùng cực. Mà dưới làn sóng xung kích ấy, Diệp Huyên đã lùi lại gần trăm vạn trượng mới dừng lại. Ngay khi hắn dừng lại thì cả cơ thể đã bị thối rữa hơn một nửa. Trực tiếp bị thương nặng. Đằng xa, Tang Thần cũng lùi lại hơn 10 vạn trượng, nhưng nàng ta lại nhanh chóng dừng lại, lau vết máu nơi khóe miệng đi rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên nói, chủ nhân bút đại đạo chắc hẳn sẽ không đến cứu ngươi. Nàng ta nói xong bèn siết chặt tay phải, xung quanh lại xuất hiện vô số hư thời không chi lực. Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, nhìn cơ thể rách nát hơn nửa, khẽ cười. Sau đó, hắn trực tiếp nổ nát cơ thể rách tung tóe kia của mình rồi điên cuồng đốt cháy huyết mạch phong ma. Dưới sự thiêu đốt của huyết mạch, linh hồn của hắn lập tức biến thành màu đỏ như máu. Giờ phút này, khí tức huyết mạch của Diệp Huyên bỗng nhiên tăng vọt. Hoàn toàn điên dại. Giờ phút này, hắn đã kích hoạt hoàn toàn huyết mạch chi lực của mình, khiến bản thân tiến vào trạng thái điên dại thật sự. Bởi vì trải qua trận chiến vừa rồi, hắn phát hiện hắn và vị Tang Thần trước mặt này vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Muốn chiến thắng đối phương, chỉ có thể dùng hết toàn lực. Khi Diệp Huyên hoàn toàn trở nên điên dại, Tang Thần lập tức cau mày. Bởi vì nàng ta phát hiện, sau khi Diệp Huyên phá nát thân thể của mình, thực lực không hề giảm ngược lại còn tăng, đặc biệt huyết mạch chi lực kia, hơi thở này mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc trước. Đáng sợ nhất chính là, hơi thở huyết mạch vẫn đang tăng vọt. Thật là một huyết mạch đặc biệt. Trong ánh mắt Tang Thần hiện lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy. Giờ phút này, nàng ta cũng bắt đầu tò mò thân phận thật sự của Diệp Huyên rồi. Thân phận của người trước mắt sợ không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng giờ phút này, nàng ta cũng không lo được nhiều như vậy, nếu đã kết thành thù rồi, vậy chỉ có thể lựa chọn chiến đến cùng. Nghĩ đến đây, Tang Thần từ từ nắm chặt tay phải, rất nhanh, hư thần chi lực tại đây điên cuồng vọt tới, mà thời không ám giới ở xung quanh trực tiếp biến thành một lốc xoáy lớn. Đúng lúc này, Diệp Huyên dẫn đầu ra tay trước, chỉ thấy hắn giống như một ngôi sao băng đột nhiên xoẹt qua. Suy, những nơi Diệp Huyên đi qua, hết thảy đều bị xé rách. Trong mắt Tang Thần hiện lên một tia dữ tợn, nâng tay chính là một quyền đánh ra,
vô số lực lượng thời không lập tức giống như thủy triều trút ra từ nắm đấm của nàng ta. Ầm ầm. Đột nhiên, cả thiên bộ giới rung chuyển dữ dội, mà trong khoảnh khắc lực lượng bùng nổ kia, hai người ở giữa hai luồng lực lượng này là Diệp Huyên và Tang Thần liên tục lùi mạnh về phía sau, mà trong quá trình lùi lại, phía sau Diệp Huyên, vô số kiếm ý nhân gian hóa thành từng đạo kiếm quang chém về phía Tang Thần. Xa xa, ánh mắt Tang Thần hiện lên tà khí, nàng ta chắp mạnh hai tay lại, ngay sau đó, vô số phù văn cổ xưa màu vàng trào ra từ cơ thể nàng ta. Ầm vang ù ù. Cùng với từng tiếng gầm rú chói tai vang vọng, Diệp Huyên và Tang Thần lại liên tục bạo lui. Ước chừng sau khoảng một khắc, Diệp Huyên và Tang Thần dừng lại, mà giờ phút này, linh hồn Diệp Huyên đã trở nên hư ảo. Sắc mặt Tang Thần cũng trắng nhợt như tờ, toàn thân như ẩn như hiện, hiển nhiên là cũng bị thương nghiêm trọng. Vẻ mặt Tang Thần vô cùng khó coi, nàng ta thật không ngờ, chính mình thế nhưng lại bị người trước mặt làm bị thương hết lần này đến lần khác. Quả thật là vô cùng nhục nhã. Tang Thần nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Thanh âm vừa dứt, nàng ta từ từ nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu thầm niệm những chú ngữ thần bí, dần dần, bốn phía xung quanh đột nhiên xuất hiện từng đạo lôi điện màu máu đáng sợ, cùng lúc đó, tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận cũng điên cuồng đổ dồn tới từ bốn phía. Xa xa, trong mắt Diệp Huyên hiện lên một tia dữ tợn, không có bất kỳ lời vô nghĩa nào. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng về phía Tang Thần. Sau khi thúc giục tâm pháp vũ trụ, hắn căn bản không thèm để ý thương thế của mình. Dù sao chính là chiến. Lúc này, Tang Thần cũng biến mất theo, trong phút chốc, vô số lôi quang bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên ở xa xa. Ầm vang vang. Rất nhanh, cả thiên bộ giới lại lần nữa rung chuyển dữ dội. Mà cuộc đại chiến của hai người cũng thu hút sự chú ý của toàn bộ cường giả ở thiên bộ giới, lúc này, rất nhiều cường giả đã âm thầm xuất hiện ở bốn phía. Chỗ cuối chân trời nào đó, hai người đang quan sát trận đại chiến trước mắt, hai người này chính là một trong số lục thần hiện nay, cổ thần và sách thần. Cổ thần nhìn Diệp Huyên, nhíu mày, người này là ai? Sách thần bình tĩnh nói, nghe nói là người của đạo môn. Đạo môn. Nghe vậy, ánh mắt cổ thần lập tức trở nên lạnh băng. Lúc trước diệt đạo môn, ông ta cũng có phần, nói cách khác, đây là kẻ địch rồi. Cổ thần mặt không chút biểu cảm, đạo môn này đúng là tà tâm chưa chừa, muốn ngóc đầu trở lại. Sách thần bình tĩnh nói, sau lưng người này có thể là chủ nhân bút đại đạo. Cổ thần nói bằng giọng lạnh lùng, thì sao? Sách thần lắc đầu, nếu sau lưng thật sự là chủ nhân bút đại đạo. Như vậy việc này, chúng ta nhất định phải thận trọng. Cổ thần lạnh nhạt nói, mặc kệ sau lưng hắn có phải chủ nhân bút đại đạo hay không, nếu hắn là người của đạo môn, thì chính là kẻ địch của chúng ta. Nếu là kẻ địch, vậy hắn phải chết, chính là đơn giản như vậy. Sách thần nhìn thoáng qua cổ thần, sau đó nói, hắn là người của đạo môn, mà hắn còn biết ân oán giữa chúng ta và đạo môn, nhưng vẫn dám đến, vì sao? Rất hiển nhiên, có chỗ dựa. Cổ thần bình tĩnh nói, chiến là xong. Sách thần cạn lời. Chiến con mẹ ngươi. Ông ta thật sự rất muốn chửi người. Thiếu niên này có thể đối kháng với một vị cổ thần, thực lực của người đứng sau hắn khẳng định là mạnh chứ không yếu. Đây là người đến không có ý tốt. Mà cổ thần lại căn bản không nghĩ đến những điều này, đây không phải việc lớn hóa nhỏ, đây là có hơi ngu ngốc. Sách thần không nhìn cổ thần. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó có một cô gái mặc áo đen đang đứng, cười nói, Nguyệt thần, ngươi cũng đến đây. Cô gái áo đen bình tĩnh nói, động tĩnh to như thế, ta sao có thể không đến. Sách thần nhìn Diệp Huyên đang đại chiến với Tang Thần, bình tĩnh nói, thực lực của người này không tầm thường, đặc biệt là huyết mạch và kiếm trong tay hắn, rất mạnh. Nguyệt thần bình tĩnh nói, phía sau người này hẳn là chủ nhân bút đại đạo kia. Sách thần khẽ gật đầu, lần này hắn đến thiên bộ giới, có lẽ chính là đến nhằm vào mấy người chúng ta. Nói xong, ông ta cười khẽ một tiếng, sau đó nói, đạo môn là muốn đến báo thù à? Nhưng mà, ta thấy khó hiểu là, chủ nhân bút đại đạo không tự đến, lại phải phái một thiếu niên đến, y là muốn rèn luyện thiếu niên này sao? Cổ thần đột nhiên châm chọc nói, lấy chúng ta làm đá mài đao. Hắn cũng xứng. Sách thần không thèm đếm xỉa cổ thần,
hắn nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, trận chiến năm đó, cường giả của đạo môn cũng không ít, hơn nữa, chủ nhân bút đại đạo trong truyền thuyết kia vẫn luôn không xuất hiện, chúng ta không thể không cẩn thận một chút. Cổ thần đột nhiên nói, sách thần, ta biết tính cách ngươi cẩn thận, đương nhiên, cẩn thận cũng không có sai. Ta nói một chút suy nghĩ của ta, đợi lát nữa nếu Tang Thần thắng, vậy đương nhiên tốt, nhưng nếu Tang Thần không giết được người này, thì chúng ta động thủ trực tiếp trấn áp giết chết người này. Cách đối phó với kẻ địch đơn giản nhất chính là đánh chết hắn. Nếu hắn đã ở trước mắt chúng ta, vậy chúng ta liền đánh chết hắn, điều này quá đơn giản. Sách thần trầm lặng. Cổ thần nhìn về phía Nguyệt thần, người thấy thế nào? Nguyệt thần quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, khi nhìn thấy kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên, nàng ta bình tĩnh nói, không thể để người này sống. Nàng ta đã nhìn ra. Đó là tín ngưỡng chi lực. Mà thứ mà mấy cổ thần các nàng tu luyện cũng là tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyên này đến thiên bộ giới, chính là đến lật đổ bọn họ. Ba thần nhìn về phía Diệp Huyên và Tang Thần, vẻ mặt của ba người đều không tốt lắm, bởi vì bọn họ phát hiện, giờ phút này Diệp Huyên và Tang Thần đã chiến đấu ngang tài ngang sức. Tang Thần không thể giết được thiếu niên này. Sách thần đột nhiên nói, lão cổ, người khởi động thần nhãn, kiểm tra thiên bộ giới, xem có cường giả thần bí chưa biết nào không. Nghe vậy, cổ thần khẽ gật đầu, ông ta chắp hai ngón tay quét qua đôi mắt, ngay sau đó, trong mắt ông ta bộc phát ra một luồng sáng trắng, trong nháy mắt, ánh mắt ông ta lập tức đảo qua cả thiên bộ giới. Một lát sau, hai mắt ông ta từ từ nhắm lại. Sách thần hỏi, thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 254.